We'll be right back.
Kính chào quý vị đồng nghiệp, quý thầy cô và các bạn sinh viên. Tiếp nối buổi tập huấn về kỹ thuật lấy mẫu bệnh phẩm COVID-19, thì hôm nay Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục tổ chức buổi tập huấn thứ hai về phòng chống lây nhiễm chéo COVID, chăm sóc điều trị về dự phòng cơ bản cho bệnh nhân COVID-19. Thì bài báo cáo hôm nay sẽ do tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Hà, là trưởng đơn vị tai mũi họng của phòng khám, cũng là trưởng đơn vị truyền thông marketing của phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và là giảng viên nguồn về đào tạo tập huấn COVID. Nội dung thứ hai về chăm sóc, điều trị và dự phòng COVID-19 sẽ do tiến sĩ bác sĩ Hồ Đạo Trung Nghĩa, là trưởng bộ môn nhiễm Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cũng là trưởng khoa nhiễm Việt Anh Bệnh viện Nhiệt đới. Lời đầu tiên thì trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian tham gia báo cáo cũng như soạn bài để tham gia báo cáo, và cũng cảm ơn tất cả các anh chị đồng nghiệp cùng các bạn sinh viên và quý thầy cô cũng dành thời gian để tham gia buổi tập huấn ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Đầu tiên thì xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Hà, mình có cái bài báo cáo về phòng chống lây nhiễm chéo COVID-19. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính chào quý thầy cô, kính chào quý anh chị em đồng nghiệp, chào các bạn sinh viên. Tôi là bác sĩ Nguyễn Nam Hà. Theo sự sắp xếp của lớp tập huấn hôm nay, xin được trình bày bài phòng chống lây nhiễm COVID-19 cho cá nhân và cộng đồng. Xin được phép xưng hô là bác sĩ Hà và quý anh chị em. Thưa quý anh chị em, để trước khi vào bài thì chúng ta có một vài cái dây để khởi động bài. Xin mời quý anh chị em chúng ta nhìn lên màn hình. Chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh khá là quen thuộc trong những tháng và những ngày gần đây. Đó là những nhân viên y tế có mặc những cái bộ đồ bảo hộ cá nhân để chăm sóc cho người bệnh. Và trong trường hợp này đó là một bệnh nhân COVID-19. Tiếp theo xin chúng ta dành vài giây để xem cái hình tiếp theo và chúng ta đoán xem cái bệnh nhân này là có một cái nổi tiếng ở Việt Nam, có liên quan đến cái bệnh nhân đang nằm ở trên giường bệnh ở trên kia. Mời quý anh chị em chúng ta đoán thử đây là bệnh nhân gì. Thưa quý anh chị em, chúng ta thấy là vừa rồi một cái hãng thông tấn của Anh nổi tiếng là Reuters đã viết những bài nói về một người phi công người Anh đến Việt Nam làm việc và bị nhiễm COVID-19. Ở Việt Nam chúng ta gọi là bệnh nhân 91. Bệnh nhân này là ông Stephen Cameron, người gốc Scotland, và đã được nhà nước chúng ta, hệ thống y tế chúng ta cứu chữa, và ông đã hồi phục từ cái nhiễm COVID-19 ở đợt đầu tiên, và chúng ta hay gọi là bệnh nhân 91. Qua những cái hình ảnh này thì chúng ta nhận thấy rằng là ngoài sự nổi tiếng của ngành y tế chúng ta trên thế giới, tức là đã cứu chữa được một người nước ngoài, thì cái đó là một cái việc đáng rất là trân trọng. Tuy nhiên ở đây bác sĩ Hà muốn đưa những hình ảnh này để toàn thể anh chị em chúng ta có một cái có một cái khái niệm rằng là ngay cả viên phi công cao lớn khỏe mạnh khi nhiễm COVID-19 cũng sau bệnh thì cũng trở thành một người có thể bị yếu và có những cái tai biến sau những cái đợt bệnh. Như vậy thì muốn nói rằng là chúng ta không nên chủ quan chút nào cả đối với một căn bệnh hiện nay đang gọi là đại dịch, đó là bệnh COVID-19. Thưa quý anh chị em, với hình ảnh này thì chúng ta ngày nay thường thấy trên báo chí, trên các cái hình ảnh trong xã hội chúng ta, đó là những người nhân viên y tế ở tuyến đầu với những bộ đồ trang phục bảo hộ đi làm công tác của mình.
phục vụ cho ngành y tế để khống chế dịch Covid-19. Cái hình này thì bác sĩ Hà mượn từ hình của cái lần tập huấn tuần rồi, tức là một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ để làm kỹ thuật lấy mẫu. Khá là, hình ảnh này khá là phổ biến với chúng ta ngày nay. Vậy thì bên cạnh những người nhân viên y tế ở tuyến đầu thì chúng ta cũng còn những người nhân viên y tế ở phía sau, vẫn tiếp tục hành nghề, vẫn tiếp tục làm công tác y tế cứu chữa bệnh nhân, và nhân viên của hành chánh, của hậu cần, của các đơn vị y tế, các cơ sở y tế vẫn tiếp tục làm việc trong một điều kiện khá là căng thẳng do bệnh tật Covid-19. Vậy thì hai cái hình ảnh này cũng khá phổ biến với chúng ta ngày nay, thì nó liên quan đến cái bài của bác sĩ Hà trình bày hôm nay, đó là các biện pháp phòng bệnh Covid-19 cho cá nhân và cộng đồng. Trong nội dung bài thì có hai phần, nhưng mà bác sĩ Hà cố gắng tập trung về cái phần các biện pháp phòng bệnh Covid-19 cho cá nhân. Khi chúng ta làm tốt các cái biện pháp phòng bệnh Covid-19 cho cá nhân thì chúng ta đã góp phần làm giúp cho các biện pháp phòng bệnh Covid-19 cho cộng đồng được hiệu quả hơn. Mục tiêu tập huấn hôm nay là chúng ta trình bày được nguyên tắc phòng bệnh, trình bày được và thực hành được các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân, rộng hơn là hộ gia đình, trường học, công sở. Chúng ta trình bày và thực hành được các biện pháp phòng bệnh chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế. Cơ sở y tế thì thực ra cũng là một cái cơ quan như là công sở, tuy nhiên chuyên biệt về phục vụ cho ngành y tế, và nó có những cái đặc trưng riêng. Và khi chúng ta làm tốt cái biện pháp phòng bệnh cho từng cá nhân của nhân viên y tế thì chúng ta sẽ giúp phòng bệnh cho cơ sở y tế. Và cuối cùng là về thái độ, chúng ta sẽ có thái độ nhắc nhở, hướng dẫn người xung quanh và tham gia vào các hoạt động truyền thông, hoạt động phòng chống dịch của ngành y tế. Về nguyên tắc phòng bệnh thì có hai, như đã trình bày, chúng ta có hai nhóm là phòng bệnh cá nhân và phòng bệnh cộng đồng. Phòng bệnh cá nhân thì hay cộng đồng thì chúng ta cũng theo cái nguyên tắc mà ngày nay Bộ Y tế đã đưa ra và toàn xã hội đã quán triệt làm theo, đó là nguyên tắc 5K, gồm có khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Thì phòng bệnh cá nhân là chúng ta sẽ thực hiện tốt khẩu trang, khi tiếp xúc với người khác thì phải đeo khẩu trang và đeo khẩu trang đúng cách. Khử khuẩn thì chúng ta thường xuyên rửa tay đúng cách, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng khi chưa rửa sạch tay, và chúng ta chăm sóc mũi, họng, miệng bằng nước muối sinh lý. Phòng bệnh cộng đồng thì chúng ta giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc gần, không tập trung, chúng ta tránh tập trung đông người, và khai báo y tế hay là sẽ cách ly y tế. Đây là nguyên tắc phòng bệnh 5K của Bộ Y tế đưa ra. Thì như đã trình bày, chúng ta có khẩu trang, chúng ta sẽ đeo khẩu trang loại nào, đeo như thế nào cho đúng cách để giúp cho cái hiệu quả phòng ngừa bệnh Covid-19 tốt hơn. Việc khử khuẩn thì việc rửa tay là một cái biện pháp rất là quan trọng, luôn được ngành y tế nhắc nhở, kể cả khi chúng ta chưa gặp đại dịch, chúng ta đang làm trong môi trường y tế thì việc rửa tay đúng cách rất là cần thiết. Ngoài ra trong đại dịch thì chúng ta còn những biện pháp khử khuẩn khác như là vệ sinh các bề mặt trong cơ sở công sở, vệ sinh lau rửa các cái phòng ốc, phòng bệnh, nơi làm việc trong công sở, nhất là cơ sở y tế. Về khoảng cách thì chúng ta giữ khoảng cách đúng khi tiếp xúc với người khác. Hiện nay đang khuyến cáo là chúng ta giữ khoảng cách 2 mét trở lên, không tụ tập đông người và khai báo y tế. Đầu tiên thì xin nói về các biện pháp phòng bệnh cá nhân. Chúng ta đeo khẩu trang đúng cách. Hiện nay thì có các loại khẩu trang như sau: khẩu trang y tế N95 hoặc là loại tương đương thì dùng cho kỹ thuật viên xét nghiệm, nhân viên y tế, người tiếp xúc trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc người bệnh Covid-19. Cán bộ y tế thông thường chúng ta làm ở các phòng khám, các bệnh viện, tức là không phải tuyến đầu chống dịch, thì chúng ta sử dụng khẩu trang y tế dành cho cán bộ y tế khi làm việc trong môi trường y tế ở khu vực có khả năng lây nhiễm và tiếp xúc với người bệnh, ví dụ khoa khám bệnh, khoa điều trị, vân vân. Ngoài ra thì do cái nhu cầu của xã hội khá là nhiều về khẩu trang, các cơ sở sản xuất khẩu trang cũng có đăng ký với Bộ Y tế khẩu trang vải kháng được giọt bắn và kháng khuẩn. Thì cái này để đáp ứng cho cái mùa đại dịch
Covid-19, cho nên năm 2020 Bộ Y tế đã có một cái thông tư gọi là 870 và đặt tên, và cái khẩu trang liên quan đến khẩu trang này gọi là khẩu trang 870. Khẩu trang này có một cái đặc điểm là khẩu trang vải nhưng mà có lớp lọc ở giữa để giúp chúng ta kháng được giọt bắn và kháng khuẩn, dành cho cán bộ y tế làm việc ở nơi ít có nguy cơ hơn, người tham gia phòng chống dịch, người bệnh trong các cơ sở điều trị không lây nhiễm, người phục vụ ở các khu vực công cộng như lễ tân, bãi xe, cửa khẩu, cảng hàng không, vân vân. Khẩu trang vải thông thường thì nên là 3 đến 4 lớp và sử dụng cho những người khỏe mạnh và ở những khu vực có ít nguy cơ lây nhiễm. Như vậy thì chúng ta có 4 loại khẩu trang vừa được nêu trên. Thì ở đây xin đưa một cái nghiên cứu được đăng trên tạp chí Physics of Fluid, cũng khá nổi tiếng của Mỹ, để cho thấy cái khẩu trang có thể ngăn ngừa được giọt bắn từ cái hắt hơi hay từ ho như thế nào. Khi chúng ta hắt hơi và hoặc là ho thì nếu không có khẩu trang thì cái số lượng giọt bắn ra tới 40.000 nếu mà chúng ta không đeo khẩu trang và nó bay ra môi trường. Còn nếu do chúng ta ho thì 3.000 giọt bắn có thể bay ra môi trường. Như vậy chúng ta thấy là việc hắt hơi thì nó phát tán cái giọt bắn và cái khi dùng bay rất là xa. Đối với khẩu trang 95 nếu chúng ta đeo thì người ta tạp chí này công bố kết quả nghiên cứu cho thấy là không có một cái giọt bắn nào bay qua được thấm vào khẩu trang N95, tức là một loại khẩu trang đặc biệt dành cho nhân viên y tế để chống dịch, và kể cả ho cũng không có giọt bắn nào qua được. Đối với khẩu trang y tế thông thường thì khi chúng ta đeo khẩu trang y tế thông thường thì cái hắt hơi thì giọt bắn qua được là khoảng 20, ở đây là 23, và nếu ho thì là chỉ 2 giọt bắn bay qua được. Ở đây là cái hình giọt bắn đã bắn ra môi trường và chúng ta thấy khi qua khẩu trang y tế thì không vào được. Còn khẩu trang như đã nói, khẩu trang 870 đã được Bộ Y tế chấp thuận cho phép sản xuất, thì ở đây nó có một cái màng lọc, nó lọc được những cái phần tử nhỏ hơn 2,5 micromet, trong đó có khá nhiều cái loại các loại vi sinh vật gây bệnh. Thì hắt hơi nếu chúng ta đeo khẩu trang vải mà có lọc lọc vi khuẩn này thì nó chỉ qua được 681, và nếu ho thì nó chỉ qua được 51 giọt bắn. Còn khẩu trang vải thông thường thì nó có qua được nhiều hơn. Chúng ta thấy trên hình ở đây là sau khi hắt hơi bay ra, và đây là khi đeo khẩu trang vải thì nó có giảm đi. Thì người ta thấy là có số lượng trung bình của giọt bắn từ hắt hơi là qua được cái khẩu trang này là 1.400, hơn 1.400, và ho thì qua được hơn 100. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái giới kỹ thuật của ngành y tế thì khẩu trang N95 là được dùng để chắn giọt bắn tốt nhất. Khẩu trang vải thì mặc dù cũng có qua được, tuy nhiên nghiên cứu cho thấy là ở vùng không có nguy cơ bệnh dịch thì người ta đeo khẩu trang vải và giữ khoảng cách đúng vẫn giúp chúng ta tránh được bệnh lây qua đường hô hấp tỷ lệ khá là cao. Như vậy đối với người dân tại cộng đồng thì nhà nước chúng ta khuyến cáo có thể đeo khẩu trang vải thông thường hoặc là khẩu trang y tế thông thường. Đây là hình ảnh của một bạn nữ đang đeo khẩu trang vải, và đây là hình ảnh đang đeo khẩu trang y tế. Ngày nay thì trong tình hình dịch bệnh lây qua đường hô hấp thì tất cả ở những nơi như là bến xe, như là các cái cửa hàng hay là các cái cuộc hội họp thì chúng ta đều cần đeo khẩu trang. Và trong những trường hợp này chúng ta không có nguy cơ lây nhiễm cao thì có thể đeo khẩu trang vải. Nếu được khẩu trang vải 870, tức là khẩu trang vải có lọc khuẩn thì là rất là tốt. Thì cũng xin lưu ý là khi đeo khẩu trang vải chúng ta đi tìm mua những cái khẩu trang vải có lọc khuẩn, và cái cực trên của khẩu trang có thanh nhôm để giúp có thể nó làm giống như là khẩu trang y tế, nó giúp chúng ta uốn nắn để cái bờ trên của khẩu trang áp sát vào sống mũi và bờ dưới ô hắt để tránh không cho cái giọt bắn nó đi xuống sâu hơn với mũi miệng chúng ta. Khi nào thì cần đeo khẩu trang y tế? Cái này thì tất nhiên khẩu trang y tế là phục vụ cho những người làm công tác y tế. Khi chúng ta chăm sóc bệnh nhân, khi chúng ta đến bệnh viện và chúng ta là nhân viên y tế thì sẽ đeo khẩu trang y tế. Cái cách đeo khẩu trang đúng cách thì
chúng ta cũng đã được nhắc nhiều và được tập huấn khá nhiều, đó là các bước sau đây chúng ta, mặc dù nó là đơn giản, tuy nhiên cũng phải thực hiện theo các bước đã được hướng dẫn. Phải rửa tay đúng cách trước khi đeo khẩu trang, chỉ nắm vào hai dây đeo khẩu trang và đeo khẩu trang lên tay xong sẽ dùng ngón tay để ép cái thanh nhôm, thanh kim loại nó ôm sát vào sống mũi và bờ dưới ô mắt để đảm bảo rằng khẩu trang kín ôm khít vào mặt chúng ta, và từ bờ dưới của khẩu trang sẽ kéo qua phủ hết miệng và mũi, tức là kéo qua cằm. Khi chúng ta tháo bỏ khẩu trang thì phải bỏ vào thùng rác y tế. Tuyệt đối khi đang mang khẩu trang hoặc khi tháo bỏ khẩu trang cố gắng không đụng chạm vào mặt trước của khẩu trang. Khi đeo khẩu trang thì hiện nay chúng ta có một cái ở ngoài cộng đồng có một cái mắc lỗi là không có để ý có thể đeo ngược cái khẩu trang. Xin chúng ta lưu ý là khẩu trang có các lớp đã được nhà sản xuất sản xuất ra có mục đích, có chủ đích. Mặt ngoài thì nó sẽ kháng nước nhưng mà mặt trong thì nó thấm nước. Như vậy nó thấm nước để cái hơi thở của chúng ta có thể không có bị ướt và nó sẽ tạo thành dòng nước chảy, nó cũng sẽ nguy hiểm cho đường hô hấp chúng ta. Nhưng mặt ngoài kháng nước thì nhìn vậy nó có tác dụng bảo vệ tốt. Vậy thì khi đeo khẩu trang, trước khi làm những cái động tác này, chúng ta phải nhìn khẩu trang phân biệt rõ mặt ngoài thường là sậm màu và mặt trong là mặt thấm nước, thấm cái hơi thở của chúng ta, và phân biệt được cực trên và cực dưới của khẩu trang để chúng ta đeo cho đúng. Đối với khẩu trang vải như đã trình bày thì có thể khẩu trang vải có kháng khuẩn, có lọc khuẩn hoặc là khẩu trang vải thông thường, thì dù như thế, dù loại nào đi nữa, khi đeo thì chúng ta cần lưu ý cũng đeo đúng mặt ngoài và mặt trong. Đặc biệt thì cái này tôi cũng xin lưu ý một chút là khi chúng ta khẩu trang vải thì chúng ta có đem về giặt xử lý lại để sử dụng lại, thì khi di chuyển để về bỏ vào máy giặt, tức là chúng ta đeo khẩu trang có thể chúng ta đi làm suốt ngày và sau mỗi ca làm việc thì chúng ta thay khẩu trang vải, thay cái khẩu trang vải. Lưu ý ở đây là khi thay chúng ta sẽ lật ngược cái mặt trong ra để cái mặt dơ của khẩu trang vào áp với nhau, và nên có túi giấy hoặc túi ni lông zip miệng kín bỏ vào để chúng ta vận chuyển, bỏ vào trong cái ba lô hay là cặp sách đi làm để tránh nhiễm bẩn vào trong cái đồ đạc sử dụng của chúng ta trong khi chúng ta mang về nhà để xử lý và sử dụng lại. Tôi xin bước qua phần thứ hai là về khử khuẩn. Thì đây là một biện pháp phòng bệnh cá nhân, rửa tay đúng cách và đặc biệt là tránh đưa lên mắt mũi miệng khi chưa rửa sạch tay. Việc khử khuẩn thì rửa tay là một việc, nhưng mà một thời gian khi chúng ta làm việc có thể chúng ta lại nhiễm bẩn vào, cho nên lưu ý là muốn đưa tay lên mắt mũi miệng thì phải lưu ý nhớ, ngày nay trong đại dịch thì chúng ta luôn luôn nhớ một nguyên tắc là phải rửa tay trước khi đưa lên mắt mũi miệng. Ở đây đối với nhân viên y tế thì cái việc súc miệng, xịt mũi, súc họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý là cũng khá là quan trọng. Ở đây thì không phải cái nước muối thì nó cũng có tác dụng khử khuẩn nhẹ, tuy nhiên vấn đề là chúng ta làm sạch cái vùng hô hấp trên, như vậy chúng ta sẽ làm giảm khuẩn và cũng góp phần vào cái công tác khử khuẩn. Ở khu dân cư không có dịch thì chúng ta dùng nước muối sinh lý, còn chúng ta sẽ súc miệng, súc họng bằng dung dịch khử khuẩn ở khu dân cư mà có dịch bệnh xảy ra, ở khu cách ly, ở cơ sở điều trị COVID-19. Về việc rửa tay thì nên dùng xà phòng và nước sạch hoặc là dung dịch khử tay nhanh, dung dịch khử khuẩn rửa tay nhanh. Cái dung dịch này sẽ có chứa ít nhất là 60% cồn. Xin chúng ta lưu ý là hiện nay trên thị trường có nhiều loại dung dịch rửa tay khác nhau. Cái vấn đề là nó có trên 60% cồn là đạt yêu cầu của theo cái quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên thì những cái dung dịch mà được Cục Môi trường Y tế của Bộ Y tế cấp phép thường có chữ VNDPHC, có chữ HC ở cuối, thì đây là những cái mã số do Bộ Y tế cấp phép. Một số các dung dịch khác thì có thể tự công bố, có thể do những địa phương, các sở khoa học công nghệ cấp phép thì vẫn được phép sử dụng. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý cái hàm lượng của cồn phải là trên 60% mới có tác dụng khử khuẩn tay nhanh.
khi nào cần rửa tay thì cái này xin rất nhanh, tại vì chúng ta ai cũng biết là chúng ta phải rửa tay trước khi chế biến thực phẩm, trước các bữa ăn, sau khi ho hắt hơi là phải đi rửa tay, tại vì cái lúc này cái chất tiết nó sẽ dính vào tay của chúng ta. Nếu chúng ta không kịp lấy giấy hay là khăn sạch hay là ống tay áo che thì vô tình phải lấy lòng bàn tay che thì phải lập tức đi rửa tay. Sau khi tháo khẩu trang, sau khi chăm sóc người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh, khi chúng ta tiếp xúc với dịch tiết, mũi họng, ho hắt hơi của người bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh, sau khi tiếp xúc với động vật, vân vân. Việc rửa tay đúng cách thì cái hình này bác sĩ Hà luôn luôn đưa cái dưới một cái hình là bàn tay được rửa dưới vòi nước chảy. Đây là một việc rất là quan trọng. Có khá nhiều người dân ở cộng đồng không lưu ý việc này, và chúng ta rửa tay trong một thao nước không có dòng chảy thì như vậy không đạt yêu cầu. Quy trình rửa tay thường quy theo quy định của Bộ Y tế thì chúng ta đều biết là có 6 bước như thế này. Lòng bàn tay, các kẽ bàn tay, các kẽ bàn tay mặt lòng, các mặt mu của các ngón tay, ngón cái, đầu các ngón tay và móng tay. Mỗi động tác chúng ta thực hiện tối thiểu 5 lần. Như vậy với 6 bước thì chúng ta có thời gian rửa tay khoảng 30 giây. Đối với dung dịch khử khuẩn rửa tay nhanh thì chúng ta cũng có 6 bước như sau. Mặc dù thì ở đây chúng ta thấy nhiều hình nhưng mà tụ trung lại cũng đều là 6 bước theo quy định của Bộ Y tế. Đầu tiên là chúng ta bước 1 thì có lấy dung dịch, sau đó và lòng bàn tay với nhau, rồi chúng ta cũng rửa các kẽ bàn tay mặt mu, các kẽ bàn tay mặt lòng. Ở bước 3 chúng ta rửa mặt mu của các ngón tay, chúng ta rửa ngón cái và chúng ta rửa đầu các ngón tay và các móng tay, thì như vậy cũng là 6 bước theo quy định của Bộ Y tế. Chúng ta lưu ý tránh đưa tay lên mắt mũi miệng khi chưa rửa tay. Đây là một việc khá là quan trọng, chúng ta nên lưu ý trong cái mùa dịch bệnh. Mặc dù chúng ta rửa tay đúng cách, rửa tay nhiều lần, tuy nhiên vô tình có lúc nào đó khi chưa rửa tay mà đưa lên mắt mũi miệng thì đây là một cái đường lây nhiễm của Covid-19. Đối với mùa dịch bệnh thì bình thường người dân cũng nên có cái biện pháp chăm sóc đường hô hấp trên, đó là việc xịt mũi, súc họng, súc miệng hàng ngày. Việc này thì giúp cho cái đường hô hấp trên chúng ta được sạch sẽ, được thông thoáng tốt. Các nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy cái tỷ lệ của viêm đường hô hấp trên, và đặc biệt là các mùa mà liên quan đến viêm đường hô hấp trên nhiều như vào mùa đông và mùa ẩm ướt, thì cái việc xịt mũi, súc họng, súc miệng bằng nước muối sinh lý đã giúp cho cộng đồng giảm cái tỷ lệ viêm đường hô hấp trên khá là nhiều. Chúng ta xịt mũi bằng gì? Chúng ta nên xịt mũi phun sương và dùng nước muối sinh lý. Các bước xịt mũi thì xịt mũi mỗi bên 3 nhát và bịt một mũi để hỉ mũi bên kia, làm động tác tương tự như vậy khoảng 2 đến 3 lần. Chúng ta cũng nên chăm sóc miệng và họng. Người ta thấy rằng cái bệnh của lợi cũng là một cái nơi để có thể các loại virus, nhất là virus SARS-CoV-2 nó bám vào và từ đó nó đi vào cơ thể chúng ta. Hai amidan khẩu cái cũng là nơi khá quan trọng, đây là người bảo vệ của vùng mũi và họng. Như vậy thì nếu có nhiều cái virus nằm ở đó thì sẽ gây bệnh cho cơ thể chúng ta. Cho nên việc súc miệng làm sạch răng lưỡi, việc súc họng làm sạch amidan khẩu cái và thành sao họng sẽ giúp cho chúng ta giảm tải được các loại virus nếu nó xâm nhập vào cơ thể, và như vậy sẽ giúp cơ thể chúng ta tự giải quyết được bệnh tật. Dùng nước muối sinh lý hoặc là chai nước muối pha sẵn của y tế, hoặc là chúng ta có thể pha tại nhà theo Đại học Iowa của Hoa Kỳ, là một muỗng muối đầy, tức là tương đương với 2 muỗng muối gạt ngang trong 1 lít nước sôi để nguội. Các bước súc họng là chúng ta hớp một ngụm nước ngửa đầu ra sau, sau đó kêu khọt khọt khò và nhớ thè lưỡi ra trước. Động tác thè lưỡi ra trước thường được các nhà thầy thuốc tai mũi họng nhắc nhở. Đây là động tác giúp cho nước xuống được sâu hơn ở vùng họng. Nếu chúng ta không làm động tác này thì nước ở miệng là chính, và như vậy chúng ta chỉ làm được động tác xuống miệng mà thôi, mặc dù chúng ta có ngửa cổ lên. Việc thè lưỡi ra trước giúp cho màng hầu, tức là khẩu cái mềm, nó sẽ nâng lên, nó tách ra khỏi cái đáy lưỡi, như vậy nước xuống được sâu hơn và rửa sạch được bề mặt của hai amidan khẩu cái, và sau đó chúng ta nhổ bỏ nước xuống họng.
Súc miệng thì không cần ngửa đầu, và chúng ta cứ để nước trong miệng và kêu ụt 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 vài giây để chúng ta nhổ bỏ nước súc miệng. Việc súc miệng và súc họng bằng nước muối sinh lý giúp cho vùng miệng và họng được sạch sẽ, thì giúp giảm được cái sự xâm lấn của các loại siêu vi virus vào trong cái vùng hô hấp trên của chúng ta. Ngoài ra thì trong cái vùng dịch tễ, trong cái vùng dịch như khu cách ly hay trong bệnh viện điều trị người bị nhiễm COVID-19, thì việc dùng chất khử khuẩn để súc miệng và súc họng là cần thiết. Như vậy là tôi vừa kết thúc phần phòng bệnh cho cá nhân. Nếu chúng ta thực hiện được các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân tốt, là chúng ta đã góp phần làm việc phòng bệnh cho cộng đồng, nhất là cho các cơ sở y tế nơi chúng ta làm việc. Phòng bệnh cho cộng đồng thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chúng ta có phòng bệnh đối với hộ gia đình thì cũng là phòng bệnh cá nhân. Chúng ta làm tốt việc đeo khẩu trang khử khuẩn thì chúng ta giúp cho hộ gia đình chúng ta có thể thoát được dịch bệnh. Lưu ý thì hộ gia đình hay công sở phải lưu ý thông khí nhà ở. Cái việc thông khí này phải có hai cửa đối diện được mở ra, tức là làm cho thoáng khí. Nếu như chúng ta chỉ mở một cửa cái hoặc cửa sổ thì việc thoáng khí không đạt yêu cầu cao. Hạn chế máy lạnh trong mùa này, che chắn đúng cách ống tay áo hay khăn giấy khi chúng ta ho hay hắt hơi. Chúng ta vệ sinh nhà ở thường xuyên bằng lau nền nhà, tay nắm cửa vân vân, hay các mặt phẳng khác trong nhà, và đặc biệt là không tập trung đông người. Như vậy thì trường học công sở cũng theo nguyên tắc này. Chúng ta từng cá thể trong trường học, học sinh, sinh viên, hay là từng cá nhân trong nhân viên trong công sở thực hiện tốt việc khẩu trang và khử khuẩn là đã góp phần giúp cho việc phòng bệnh cộng đồng trong trường học và công sở. Việc thông khí phòng ốc cũng như trong hộ gia đình, vệ sinh phòng ốc thường xuyên như trong hộ gia đình, không tập trung đông người, và các công sở nên chia nhân viên theo ca để đảm bảo giãn cách và thực hiện khai báo y tế đối với trường học và công sở. Đây là một số hình ảnh về việc không tập trung đông người. Chúng ta giữ nhà cửa thoáng khí với hai cái mặt thoáng đối diện nhau được mở ra, vệ sinh thường xuyên, che chắn ho khi ho và hắt hơi đúng cách để tránh làm ô nhiễm cái không khí trong công sở hay gia đình. Xin quý vị dành vài giây để chúng ta xem bốn cái hình này, thì hình nào là được khuyến cáo không nên làm. Đó là hình ở bên góc phải, góc trái cuối cùng, đó là không nên dùng lòng bàn tay để che chắn khi ho và hắt hơi. Tất nhiên nhất là đối với học sinh, các cháu nhỏ thì nhiều khi nó không kịp chuẩn bị như người lớn chúng ta, thì không thể cấm các cháu nó ho và hắt hơi vào lòng bàn tay được. Tuy nhiên nhắc nhở các cháu, các em học sinh phải đi rửa tay sau khi ho và hắt hơi như tôi đã trình bày ở trước đây, ở các cái slide trước. Sau khi ho và hắt hơi, che chắn bằng khăn giấy hay khăn vải. Khăn giấy thì bỏ vào thùng rác có nắp đậy, khăn vải thì chúng ta phải giặt giũ sạch sẽ. Còn đối với các cơ sở y tế thì việc phòng bệnh cộng đồng đó là chúng ta áp dụng các biện pháp phòng ngừa chuẩn trong cơ sở y tế. Kính thưa quý anh chị em, trước đây thì khi HIV bùng phát vào những thập niên 80 thì thế giới chúng ta có những cái biện pháp gọi là phòng ngừa cộng đồng hay là phòng ngừa chung, phòng ngừa thông thường. Nhưng mà gần đây khi các cái dịch bệnh đường hô hấp, nhất là cái năm vào những năm 2000, dịch viêm hô hấp cấp do SARS, do cúm gà, cúm heo vân vân, thì các nước trên thế giới, các nhà chức trách y tế đề ra các biện pháp gọi là phòng ngừa chuẩn trong cơ sở y tế. Thì cái này cũng thực hiện theo phòng ngừa cá nhân cho tốt, đó là đeo khẩu trang hay khử khuẩn, rửa tay tốt, sau đó là phòng ngừa cộng đồng. Về nhân viên y tế thì chúng ta biết là trong cái mũi họng của chúng ta có chứa khá nhiều mầm gây bệnh. Chúng ta làm việc trong một cái môi trường phải tiếp xúc nhiều với những mầm bệnh này, thì việc đeo khẩu trang đúng cách cần thiết, và sau một ca khám bệnh chúng ta mới được tháo khẩu trang. Và coi như chúng ta làm việc trong môi trường đối với mùa đại dịch COVID-19 này, thì chúng ta tự xem rằng chúng ta đang ở trong, cứ xem như là đang ở trong môi trường bị nhiễm COVID-19, để chúng ta có biện pháp phải đeo khẩu trang cho đúng cách và thường xuyên. Trong trường hợp phải tiếp xúc với bệnh nhân hay người nghi ngờ thì chúng ta có phương tiện phòng hộ cá nhân. Thì cái đợt tập huấn tuần rồi, chiều thứ ba tuần rồi đã có cái bài giới thiệu về cái này, thì tôi xin không có nói lại. Chúng ta phải tuân thủ đúng quy trình mặc và tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân đó. Đối với khẩu trang y tế thì chúng ta nên mang khẩu trang suốt ca khám bệnh, và chúng ta thay khi nó bị bẩn bởi dịch tiết, nó bị rách hay là bị ướt vân vân, thì
chúng ta chỉ mở khẩu trang ra giữa ca khám và giải lao khi mà mở đúng cách, đó là chỉ mở một dây đeo tay một bên khi cần thiết, ví dụ chúng ta phải đi uống nước ở giờ giải lao. Các biện pháp phòng ngừa chuẩn trong cơ sở y tế là gồm có phòng hộ cá nhân như đã trình bày, đó là diệt khử khuẩn với những cái thời điểm vệ sinh tay, đối với nhân viên y tế là trước khi tiếp xúc người bệnh, trước khi làm thủ thuật vô trùng, sau khi tiếp xúc với máu và dịch cơ thể, sau khi tiếp xúc với người bệnh, sau khi chạm vào đồ vật và bề mặt xung quanh người bệnh. Kết thúc ca khám bệnh và ngay khi về đến nhà thì chúng ta thực hiện việc khử khuẩn, rửa tay và làm giảm khuẩn bằng cách xịt mũi xúc họng xúc miệng bằng nước muối sinh lý. Nhất là khi về đến nhà và chúng ta phải tiếp xúc với người thân trong gia đình thì việc này thực hiện lại lần nữa là rất cần thiết. Mời quý thầy cô và các anh chị em xem một cái video clip nói về một số biện pháp phòng bệnh cá nhân của nhân viên y tế. Thưa quý anh chị em, chúng ta vừa xem cái video clip ngắn về một số biện pháp phòng bệnh cá nhân của nhân viên y tế. Chúng ta nhìn thấy thì trong thời điểm này vào mùa dịch bệnh thì nhân viên y tế chúng ta có sự cẩn thận hơn. Cái việc đeo khẩu trang, việc giữ khoảng cách và thời gian giữa các ca khám, việc thay trang phục làm việc trong tức là áo blue và nón
trước khi về nhà và việc chăm sóc đường hô hấp trên gồm có súc miệng, súc họng, xịt mũi trước khi về nhà và khi về đến nhà chúng ta cũng nên làm để giúp cho chúng ta phòng ngừa được bệnh cho nhân viên y tế. Nói về cộng đồng thì trong cơ sở y tế chúng ta như đã trình bày vào những năm 90-2000 thì chúng ta đã được các tổ chức y tế trong đó có CDC, có CDC của Mỹ, các tổ chức y tế thế giới đưa ra các biện pháp gọi là phòng ngừa chủng trong cơ sở y tế. Đó là việc xử lý dụng cụ chăm sóc người bệnh, tái sử dụng lại đúng quy trình, thu gom vận chuyển xử lý đồ vải bẩn cho an toàn, vệ sinh môi trường chăm sóc người bệnh, xử lý chất thải đúng quy định, không tập trung đông người trong cơ sở y tế, sắp xếp người bệnh an toàn. Chúng ta sắp xếp theo nhóm cùng bệnh, cùng loại bệnh chung buồng, không sắp xếp bệnh nhân COVID-19 dương tính với những người nghi ngờ nhiễm COVID-19, sử dụng phòng đệm giữa các phòng bệnh. Nơi đây thì sẽ để các dụng cụ, các trang thiết bị để chúng ta xử lý các phòng bệnh, hạn chế di chuyển bệnh nhân và cuối cùng là khai báo y tế trước khi đến cơ quan cơ sở y tế và sau khi ra khỏi cơ sở y tế. Tiếp theo thì đối với các cơ sở y tế, việc phòng bệnh cộng đồng trong cơ sở y tế được làm một cái đơn vị đã làm một cái clip, kính mời quý anh chị em chúng ta theo dõi một số biện pháp phòng bệnh của sinh viên y khoa. Đây là một cái clip đã được làm năm vừa rồi khi chúng ta gặp bắt đầu cái đợt đại dịch COVID-19 và cái việc này để chúng ta làm công tác truyền thông cho sinh viên ngành y. Mời quý anh chị em chúng ta theo dõi. Như vậy thì phần trình bày về phòng bệnh COVID-19 dành cho cá nhân và cộng đồng, đặc biệt là nhấn mạnh trong các biện pháp phòng bệnh cho nhân viên y tế và trong cơ sở y tế vừa xong, thì bác sĩ Hà xin mượn hai cái hình vui vui của tuổi trẻ cười để nói về những cái hành động tích cực của chúng ta trong mùa đại dịch. Đó là chúng ta thường xuyên ở đây là đo cái nhiệt độ bằng cây súng chứ không nên dùng hành động tiêu cực là dùng cây súng thực sự. Năm ngoái thì tuổi trẻ cười có đưa ra một cái hình khá là vui, có nghĩa là dự đoán rằng sẽ có những lớp dạy kỹ năng giao tiếp bằng tay liên tục khai giảng lớp mới từ nay đến hết mùa COVID-19. Tuy nhiên thì chúng ta vừa rồi thấy chúng ta đã khá quen với khẩu trang, một cái phương tiện rất là cần thiết trong việc phòng chống bệnh COVID-19 dành cho cá nhân. Và rõ ràng trong cái lớp tập huấn hôm nay, bác sĩ Hà cũng đeo khẩu trang và trình bày, cũng mong rằng quý vị nghe rõ lời nói chúng ta không cần những cái lớp mà phải giao tiếp bằng tay. Xin giới thiệu một vài cái văn bản của quy định của Bộ Y tế hay của nhà nước chúng ta như sau, là để làm cái cơ sở để chúng ta tham khảo và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho cá nhân và cho cộng đồng, với tài liệu tham khảo như sau. Xin cảm ơn quý thầy cô, quý vị đồng nghiệp, các bạn sinh viên. Kính chúc tất cả chúng ta được an toàn đi qua mùa dịch bệnh COVID-19. Xin trân trọng cảm ơn. Nhưng mà cũng đừng gần quá, cố gắng thấy xa xa tí rồi. Đừng gần quá này, được chưa?
Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Hà đã có bài chia sẻ về cách phòng chống lây nhiễm chéo COVID-19. Thì tiếp theo chương trình sẽ là một số câu hỏi mà quý vị đồng nghiệp cũng như là các bạn sinh viên gửi đến thầy Hà. Thì có một bạn xin hỏi một câu với thầy là rửa tay bằng nước với rửa tay nhanh. Rửa tay bằng nước, rửa tay nhanh thì có cần đủ thời gian như rửa tay bằng xà bông và nước không ạ? Dung dịch xịt phun sương hay gel thì tốt hơn? Xin thầy trả lời giúp câu hỏi này ạ. Chào bạn, như đã trình bày nãy tôi có hai cái slide nói về việc rửa tay bằng xà bông và nước, và một cái slide nói về dung dịch rửa tay nhanh, do cũng có thể lướt nhanh cho nên bạn chưa theo dõi kịp. Thì như đã nói, chúng ta cũng dùng dung dịch rửa tay nhanh, các bạn cũng phải thực hiện 6 bước theo quy định của Bộ Y tế. Mặc dù chúng ta hơi mất thời gian hơn trong việc lấy dung dịch sát khuẩn chà cho đều lòng bàn tay, và sau đó cái giai đoạn cuối đó, ở bước thứ 6, chúng ta chà hai lòng bàn tay cho khô, dung dịch rửa tay nhanh nó phải bay hơi khô. Thì thường 30 giây tương đương với cái thời gian rửa tay bằng xà bông và nước thì cũng là sẽ khô cái dung dịch rửa tay nhanh và chúng ta đạt yêu cầu. Như vậy thì nói về thời gian thì không có rút ngắn được, chúng ta vẫn phải tiến hành như là rửa tay bằng xà bông và nước. Câu hỏi của thứ hai của bạn là dung dịch phun sương, khử khuẩn hay là gel thì tốt hơn? Thì thưa bạn, là như đã nói, chúng ta làm sao để tìm hiểu cái thành phần trong dung dịch phun sương hay gel có độ cồn là 60% trở lên là đạt yêu cầu. Thì cái đó do cái hãng sản xuất, do cái cơ sở sản xuất họ làm ở hình thức này hay hình thức kia để phù hợp với việc vận chuyển, việc sử dụng. Tuy nhiên là chúng ta phải dùng các dung dịch đạt yêu cầu, đặc biệt là như đã nói có chữ HC ở cuối cái sản phẩm là được cái bộ y tế chúng ta cấp phép, thì cái chuẩn chúng ta an tâm hơn. Tuy nhiên dùng dung dịch khác thì các bạn cũng có thể an tâm nếu được các cơ quan y tế cấp phép. Dạ, xin cảm ơn thầy. Câu hỏi tiếp theo gửi đến thầy: súc miệng và súc họng bằng nước, súc miệng sát trùng hàng ngày thì có cần thiết không ạ? Cái câu này thì có nhiều người hỏi, nhất là bệnh nhân hỏi chúng ta rằng là trong mùa dịch bệnh thì có nên súc miệng hay súc họng bằng nước sát trùng hay không. Thì thưa quý vị, là cái nước súc miệng thì chúng ta khá là quen thuộc hơn. Ví dụ một số cái nước súc miệng hàng ngày chúng ta hay dùng là Listerine, Oral-B, vân vân. Thì cái nó giúp cho răng và lợi sạch và bảo vệ lưỡi hay miệng của chúng ta chống nhiễm khuẩn. Tuy nhiên thì cái dùng dung dịch nước súc miệng và súc họng thì nó không được phù hợp lắm, tại vì dung dịch nước súc miệng là được sản xuất ra theo cái độ pH, theo cái thành phần nó phù hợp cho miệng. Đối với họng chúng ta thì nó tương đối là nhạy hơn là miệng trơ hơn là họng. Miệng và họng khác nhau ở chỗ là cái cấu trúc của cái lớp lót bề mặt nó cũng hơi khác nhau. Miệng thì tính từ cái màng hầu hay là khẩu cái mềm trở ra trước, còn họng là từ khẩu cái mềm trở ra sau. Cho nên đối với họng thì chúng ta chỉ cần dùng nước muối sinh lý súc họng để làm sạch những cái chất tiết là trên mũi rớt xuống hay là từ miệng đưa vào là đủ. Còn nếu trong mùa dịch bệnh chúng ta nghi ngờ ở trong cái khu vực có người nhiễm bệnh, nhất là trong gia đình chúng ta có người nhiễm bệnh, hay chúng ta đang ở khu cách ly, hay chúng ta đang nằm điều trị tại bệnh viện có người nhiễm bệnh, thì việc súc họng bằng dung dịch khử khuẩn là cần thiết. Dạ, tiếp theo thì có một bạn gửi đến thầy câu hỏi là: thưa thầy, em thấy thầy nói là xịt mũi phun sương, nhưng mà trên thực tế thì mình có thể mua được cái bình rửa mũi cho sạch hơn không ạ? Thì không biết có cần thiết không thưa thầy? Câu hỏi này cũng khá là thiết thực. Cũng có một số bệnh nhân hay là nhân viên thậm chí y tế hỏi chúng tôi câu đó, là những người thực hành tăng mũi họng.
5 phút thì gì đó. Em dễ làm gì không? Nội dung bài báo cáo sẽ gồm có 8 phần. Phần thứ nhất là về virus SARS-CoV-2, phần thứ hai là về đường lây, phần thứ ba là sinh bệnh học, phần thứ tư là đặc điểm lâm sàng, phần thứ năm là xét nghiệm chẩn đoán, phần thứ sáu là chẩn đoán, phần thứ bảy và điều trị, và phần cuối cùng là phòng ngừa. Thầy Nam Hà đã trình bày cho chúng ta phòng chống lây nhiễm chéo, cho đó phần phòng ngừa tôi sẽ nói nhiều hơn về vấn đề vaccine phòng ngừa bệnh. Đầu tháng 12 năm 2019 thì ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại Vũ Hán. Tại thời điểm đó thì người ta vẫn chưa rõ là bệnh lý gì. Đến 31 tháng 12 thì Trung Quốc công bố là có 27 trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân tại thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc. Khi công bố trên thế giới thì lúc đó người ta bắt đầu tìm nguyên nhân. Đến ngày 9 tháng Giêng năm 2020 thì các nhà khoa học Trung Quốc đã xác định được tác nhân gây bệnh, đó là một loại virus corona mới. Virus này gây nên dịch bùng phát viêm phổi. Tháng 10 đến ngày 20 tháng Giêng thì khi đó người ta mới công bố rằng bệnh có thể lây truyền được giữa người với người, và ngay sau đó 3 ngày thì thành phố Vũ Hán đóng cửa và ngưng di chuyển. Tuy nhiên do vào gần Tết Nguyên Đán, do đó tất cả các người dân Trung Quốc người ta đã tỏa từ thành phố Vũ Hán ra tất cả các tỉnh thành khác, và đến ngày 29 tháng Giêng thì 34 tỉnh ở Trung Quốc đã được lan truyền bệnh, và bệnh đã lan truyền ra khắp thế giới. Đến ngày khoảng 11 tháng 2 thì Tổ chức Y tế Thế giới đã đặt lại tên của bệnh gọi là bệnh COVID-19, do tác nhân gây bệnh là virus SARS-CoV-2. Và đến ngày 11 tháng 3 thì Tổ chức Thế giới công bố đây là một đại dịch trên toàn cầu. Và từ đó đến đây thì chúng ta đã biết rằng số lượng bệnh nhân thì đến thời điểm hiện tại là khoảng gần 180 triệu trường hợp và tử vong gần 4 triệu người. Bài trình bày hôm nay thì tôi sẽ nói trở lại về đặc điểm virus học, sinh bệnh học, từ đó đối qua triệu chứng lâm sàng, các phương tiện chẩn đoán, cũng như là vấn đề về dự phòng và vaccine. Đối với virus SARS-CoV, đây là một trong những tác nhân gây bệnh mà được các nhà khoa học trên cả thế giới trong thời gian ngắn, trong vòng một năm, chúng ta tìm hiểu rất nhiều. Nhưng mà thật ra tất cả những hiểu biết chúng ta về virus này vẫn còn rất là hạn hẹp. Mà càng ngày thông tin càng nhiều và chúng ta càng hiểu rõ hơn về tác nhân này. Đầu tiên hết thì đối với lại virus corona thì có 4 nhóm, đó là alpha, beta, gamma và delta. Thì trong đó có hai nhóm mà có thể lây bệnh được cho người, đó là alpha và beta. Và hiện tại có 7 loại virus có thể truyền bệnh được cho người, thường là gây bệnh là cảm cúm, cũng như là một số trường hợp thì gây tổn thương là viêm phổi nặng, như là năm 2002 chúng ta có dịch SARS-CoV-1, năm 2012 thì chúng ta có dịch thứ hai là MERS-CoV, đó là do virus gây viêm phổi ở vùng Trung Đông, và năm 2019 và cuối 2019 đầu năm 2020 thì chúng ta có một bệnh COVID-19 do virus SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 là một virus ARN, và virus này thì có cấu trúc là ARN và có một cái vỏ bọc trên đó phủ các protein, protein M, protein E, protein N là nằm ở trong gây nhân, nằm trong sự cấu trúc di truyền của nó. Điều quan trọng nhất là protein S là protein gai. Protein này giúp cho virus xâm nhập và bắt lên thụ thể thích hợp ở trên bề mặt của tế bào và xâm nhập vào trong tế bào dựa vào các tiểu đơn vị S1 và S2. Dựa vào cấu trúc di truyền thì người ta thấy rằng SARS-CoV-2 thì có cấu trúc di truyền tương đồng với khoảng 80% so với SARS-CoV-1 và 96% so với lại virus coronavirus của dơi. Có mã tên là RATR13, đó là lý do, và gần với lại
con TT, tức là con trút, virus xuất hiện ở trên con trút. Thì vì lý do đó nên người ta nói là sao? Có lẽ nguồn gốc của SARS-CoV-2 là xuất phát từ dơi, sau đó là ký chủ tự nhiên lây tràn truyền sang ký chủ trung gian, đó là con trút, và từ đó lây sang con người tại các chợ hải sản. Tuy nhiên câu chuyện này vẫn còn rất là nhiều bàn cãi. Một số nhà khoa học đang lật lại câu chuyện là có phải rằng virus được rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán hay không, thì hiện tại đang đợi các nhà khoa học để tìm hiểu thêm. Về virus này thì quan trọng nhất là cái protein gai, protein S. Protein S thì có một thụ thể đặc hiệu là thụ thể là men chuyển angiotensin 2. Thì thụ thể này nằm trên bề mặt của tế bào, thường là tế bào ở niêm mạc hô hấp. Và thì khi đó thụ thể này, protein S này sẽ gắn trên thụ thể này và giúp cho virus xâm nhập vào trong tế bào. Khi vào trong tế bào thì cấu trúc của bộ máy di cấu trúc di truyền của virus sẽ được phóng thích ra, và sau đó sẽ được dịch mã và có mục tiêu protein, và sau đó là các cấu trúc di truyền nhân lên và cũng như là tổng hợp protein. Sau đó vào giai đoạn thứ 8 sẽ tái tổ hợp, sẽ đóng gói trở lại thành những cái virus trưởng thành, và sau đó thì virus sẽ được thải trừ ra bên ngoài tế bào. Trong quá trình tiến hóa cũng như là phát triển của virus thì nó sẽ có xuất hiện những cái đột biến, và ta gọi là những cái biến thể. Trong đó thì CDC Mỹ cũng như Tổ chức Thế giới quy định rằng có biến thể, một số biến thể gọi là biến thể gây lo ngại. Thì biến thể gây lo ngại là biến thể làm cho bệnh dễ lây truyền hơn bình thường, hoặc là làm cho bệnh trở nặng hơn bình thường, hoặc là làm cho những cái biện pháp mà dự phòng thông thường từ trước đến nay của chúng ta trở nên mất hiệu quả, chẳng hạn như các biện pháp giãn cách, các biện pháp như là vaccine bị thất bại. Do đó người ta thấy rằng có WHO đã quy định vì lý do để tránh việc mình nhắc tên quốc gia nào đó ở nơi xuất phát biến thể gây kỳ thị, thì Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đặt tên lại là các biến thể là biến thể Alpha, biến thể Beta, biến thể Gamma và biến thể Delta. Biến thể Alpha là biến thể xuất hiện ở Anh vào tháng 9 năm 2020, mình hay gọi là biến thể Anh. Biến thể Beta là biến thể xuất hiện tại Nam Phi, mình gọi là biến thể Nam Phi. Và biến thể Gamma là xuất hiện tại Brazil. Và cuối cùng là biến thể Delta hiện tại đang gây dịch lan từ Ấn Độ sang tất cả các quốc gia trên thế giới, làm bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là tại Việt Nam thì gọi là biến thể Delta. Về đường lây, virus lây bằng cách nào? Thì đây là một loại virus đường hô hấp, do đó sẽ lây qua giọt bắn hoặc là những hạt khí dung. Khi đó thì nó sẽ, những giọt bắn hạt khí dung này sẽ tiếp xúc với lại niêm mạc đường hô hấp, hoặc là kết mặt mắt, hoặc là thậm chí có khả năng là qua niêm mạc đường tiêu hóa để xâm nhập vào cơ thể mình và gây bệnh. Nguy cơ nhiễm bệnh qua giọt bắn. Giọt bắn là những cái hạt mà có kích thước khi bệnh nhân ho, khi người mang bệnh người ta nói chuyện ho hắt hơi thì sẽ bắn ra. Hạt bắn thì có kích thước lớn khoảng 5 micromet. Do đó thường do kích thước lớn nó sẽ rớt xuống trong vòng khoảng 2 mét. Do đó những người có nguy cơ nhiễm liên quan giọt bắn là khi ta tiếp xúc gần mặt đối mặt trong vòng 15 phút, trong khoảng cách 2 mét trở lại thì ta có nguy cơ có thể bị nhiễm virus. Đặc biệt là những hoạt động mà chúng ta hoạt động nhóm, tụ tập đông người trong một cái phòng kín kéo dài càng gia tăng cái nguy cơ chúng ta nhiễm bệnh, đặc biệt trong gia đình hoặc là trong cơ quan, thì những nơi đó là nguy cơ chúng ta lan truyền bệnh rất là nhanh. Ngoài ra, việc chúng ta ăn uống gần với người nhiễm, vì khi ăn chúng ta không đeo mát, có khả năng khi chúng ta ăn chúng ta nói chuyện và chúng ta sẽ bị lây bệnh. Hoặc là chúng ăn chung đồ ăn, ăn chung thức ăn, dùng đũa, dùng muỗng chung thì chúng ta có thể bị nhiễm bệnh lây truyền lẫn nhau. Đối với lại những cái hạt mà kích thước nhỏ hơn, ta gọi là hạt khí dung, thì kích thước thường là dưới 5 micromet, thì những cái hạt đó thì thường liên quan trong môi trường bệnh viện. Khi ta làm các cái thủ thuật về hô hấp như ta phun khí dung, khi ta đặt nọc khí quản bệnh nhân, thì trường hợp đó có thể lây nhiễm cho nhân viên y tế. Thường nhân viên y tế người sẽ mặc những phương tiện mà phòng hộ cá nhân, như là thầy Hà, như là cô Thu Hòa tuần trước đã có trình bày cho chúng ta. Đặc biệt là nếu dù chúng ta cách xa hơn 2 mét nhưng ta ở trong một cái phòng đóng cửa kín, mở máy lạnh và là tụ tập đông người thì có khả năng chúng ta vẫn có thể bị nhiễm bệnh do cái lượng virus nó, những cái hạt khi dùng nó bay lơ lửng trong, nó tồn tại lâu ở trong cái môi trường đông người và phòng kín. Ngoài qua tiếp xúc ở đường hô hấp và hạt khí dung thì có thể là tên những cái tiếp xúc các giác tiếp qua những cái bề mặt
nhiễm virus. Virus có thể tồn tại rất là nhiều ngày trên những bề mặt láng ở môi trường có nhiệt độ thấp hoặc là và độ ẩm cao. Chẳng hạn chúng ta thấy các nhà khoa học người ta làm nghiên cứu cho thực nghiệm thì ta thấy rằng nếu mà ở nhiệt độ 37 độ C thì virus có thể tồn tại trên các bề mặt là khoảng một ngày. Mình xuống 22 độ thì có thể 7 ngày virus vẫn còn tồn tại trên các bề mặt. Và nếu ta xuống 4 độ C thì 14 ngày virus vẫn còn tồn tại. Do đó nguy cơ nó trên các bề mặt lây truyền là rất là cao. Do đó chúng ta vấn đề vệ sinh bề mặt là vấn đề rất là quan trọng. Một số bề mặt mà người ta làm nghiên cứu, ta thấy những bề mặt nào tồn tại lâu. Chẳng hạn như là ở trên kiến thì người ta thấy rằng sau 2 ngày virus vẫn còn tồn tại trên kiến. Đối với lại tiền giấy thì sau 2 ngày vẫn còn. Nhưng mà đối với những mặt như là plastic hay là những cái mặt phẳng kim loại thì có thể đến 4 ngày virus vẫn còn tồn tại. Đối với cái mask mà chúng ta hay đeo thì người ta thấy rằng mặt ngoài của mask virus có thể tồn tại đến 7 ngày và mặt trong thì đến khoảng 4 ngày. Do đó vấn đề là lây nhiễm, tuy ta để ngoài lâu nhưng mà virus vẫn còn tồn tại. Vì lý do đó thì việc vệ sinh bề mặt rất quan trọng. Nếu bàn tay chúng ta nhiễm bẩn hoặc là chúng ta không biết ta đặt tay lên những cái bề mặt mà có virus, sau đó chúng ta dụi mắt, dụi mũi hoặc là đưa vào trong miệng hoặc đưa thức ăn, bóc thức ăn ăn thì có nguy cơ chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh và tiếp xúc với các bề mặt. Ngoài ra, phương thức lây truyền thứ ba đó là qua đường phân miệng. Phân miệng hiện tại thì người ta chỉ nghi ngờ thôi, các nhà khoa học đang tìm mọi cách tìm hiểu coi có phải là đó không, bởi vì một số bệnh nhân chúng ta lấy trong phân làm xét nghiệm sinh học phân tử thì phát hiện có cấu trúc di truyền ở trong phân và người ta nghi ngờ rằng có khả năng là nó lây truyền được qua đường tiêu hóa. Như vì số bệnh nhân chúc phân triệu chứng lâm sàng, ta thấy bệnh nhân có biểu hiện tiêu hóa là có tiêu chảy và trên niêm mạc đường tiêu hóa thì có tụ thể ACE2, do đó có nguy cơ là bệnh có thể lây truyền được qua đường phân miệng. Tại sao cũng là virus corona nhưng mà SARS-CoV-1 chúng ta không thấy dịch lây lan dữ dội như là SARS-CoV-2. Rõ ràng SARS-CoV-1 chúng ta trong vòng vài tháng thì ta có thể kiểm soát được, ở thế giới chừng một năm sau thì đã kiểm soát được toàn bộ. Nhưng đối với SARS-CoV-2 tới thời điểm hiện tại là một năm rưỡi mà chúng ta vẫn chưa thể kiểm soát được. Các mấy điều người ta làm so sánh ta thấy thế này: đối với SARS-CoV-2 do có cấu trúc protein S cũng là cùng chung một cái thụ thể là ACE2. Tuy nhiên protein S này cấu trúc nó sẽ gắn chặt hơn đối với thụ thể ACE2, cũng như là nó giúp dễ dàng cho virus xâm nhập vào hơn, do đó cấu trúc protein nó có biến đổi. Thứ hai là ta thấy rằng virus có thể xâm nhập không chỉ ở đường rất là nhiều vị trí, đường hấp trên, đường hấp dưới và ngay cả kể kết mạc mắt thì virus vẫn có thể xâm nhập được. Ngoài ra thì vấn đề phòng ngừa bệnh giữa hai loại virus khác nhau về tải lượng virus. Đối với lại SARS-CoV-1 thì vào thời điểm bệnh nhân phát bệnh nhập viện thì tải lượng virus chưa cao. Tải lượng virus thường lên cao ở tuần lễ thứ hai trở đi. Do đó khi bệnh nhân phát bệnh nhập viện đã được cách ly nên khả năng lây lan nó thấp. Ngược lại đối với lại virus SARS-CoV-2 thì hoàn toàn khác. Người ta thấy ngay tại thời điểm bệnh nhân có triệu chứng thì là nồng độ tải lượng virus đã đạt đỉnh rồi và sau đó nó sẽ giảm dần trong vòng 7 ngày, thường thường trong vòng 7 ngày là virus nó sẽ xuống thấp. Do đó trong tuần lễ đầu tiên và trước đó vài ngày thì virus đã khả năng lây truyền nhiều rồi. Do đó khi chúng ta rất khó chặn đứng, khi phát hiện được một bệnh nhân dương tính có với SARS-CoV thì trước đó khi chưa có triệu chứng bệnh nhân đã lây rồi trong vòng vài ngày trước đó. Đó là lý do mà chúng ta cảm thấy là rất khó khăn chúng ta có thể chặn đứng được dịch COVID-19. Về sinh bệnh học, đối với sinh bệnh học thì bệnh có hai pha. Pha đầu tiên là giống như chúng ta bị nhiễm virus thông thường, khi virus xâm nhập gắn trên cái thụ thể ACE2 và bắt đầu xâm nhập vào tế bào tăng sinh và xâm nhập vào đường hấp bên dưới và gây tổn thương, thì cơ thể bệnh nhân có những cái đáp ứng đối với lại trường hợp nhiễm virus. Do đó bệnh nhân sẽ có xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau nhức. Virus có thể xâm nhập vào niêm mạc ở vùng khứu giác, do đó bệnh nhân có thể mất mùi hoặc là mất vị giác. Và ngoài ra tế bào thượng vị ở ruột và tế bào nội mô mạch máu virus cũng có xâm nhập, do đó bệnh nhân có những biểu hiện ở đường tiêu hóa như là tiêu chảy hoặc là có những biến chứng về tim mạch. Chúng ta thấy sau là trong phần triệu chứng lâm sàng tôi sẽ mô tả. Và điều rất là may mắn rằng đa phần bệnh nhân sẽ xảy ra ở giai đoạn đáp ứng virus thôi, còn giai đoạn sau thì nó nhẹ nhàng hơn. Pha 2 là pha bệnh nặng, tức là khi virus bắt đầu giảm xuống, mình để ý sau qua tuần thứ 2 bắt đầu lượng virus bắt đầu giảm xuống nhanh, tuy nhiên triệu chứng lâm sàng bệnh nhân có thể trở nặng.
và lúc bệnh nhân trở nặng phải nhập khoa hồi sức, thường thường virus đã xuống thấp, thì người ta thấy rằng đó là do hiện tượng cơn bão cytokine, tức là các hóa chất tiền viêm tiết ra và gây ra những tổn hại cho cơ thể, tổn hại ở phổi, gây ra hội chứng nguy kịch hô hấp cấp. Và cơn bão cytokine này đưa đến tình trạng là sốc, suy tim mạch, suy đa tạng, tổn thương đa tạng, và một số trường hợp có bệnh cảnh đông máu xảy ra do từ cơn bão cytokine. Giai đoạn 2 này là giai đoạn nằm trong khoa hồi sức. Rõ ràng là giai đoạn 2 này là do đáp ứng miễn dịch của cơ thể gây ra, chứ không phải là do con virus. Virus chỉ gây giai đoạn đầu và thôi, giai đoạn sau virus đã xuống rất thấp. Đó là về sinh bệnh học. Đối với đặc điểm lâm sàng, tương ứng sinh bệnh học thì mình thấy rõ ràng rằng một bệnh nhân bị nhiễm virus SARS-CoV-2, tức là bệnh COVID-19, thì có rất nhiều biểu hiện. Đầu tiên hết là bệnh nhân có thể là đây không phải gọi bệnh mà anh nhiễm trùng không triệu chứng. Bệnh nhân không triệu chứng, có những bệnh nhân có và những không, nhưng mà đa phần là theo đã thống kê thì chúng ta thấy rằng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới có một cái giám sát ở những người mà chúng ta cách ly ở các nơi cách ly, người ta nhập cảnh cách ly, thì mình điều tra thì mình thấy rằng 43% những người mà mang virus SARS-CoV-2 là không có triệu chứng, 43% có triệu chứng. Mình có một cái giám sát ở đợt dịch đầu tiên thì tỷ lệ nhiễm trùng không triệu chứng cũng chiếm đến 40%, 5%, chứ không phải là tất cả đều có triệu chứng. Nếu mà có triệu chứng thì giai đoạn mà ủ bệnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng, qua giai đoạn khởi phát thì bệnh nhân có sốt nhẹ, mệt mỏi, ho khan, và nếu ta chụp phim phổi thì có thể thấy những cái tổn thương dạng kính mờ ở trên phổi, nhưng mà triệu chứng này thì bệnh nhẹ. Và theo cái đợt dịch đầu tiên ở bên Trung Quốc thì các nhà khoa học Trung Quốc thấy rằng triệu chứng nhẹ chiếm khoảng 81%, có 15%, gần 20% còn lại thì bệnh trở nặng. Bệnh trở nặng thì thường thường là bệnh nhân khó thở, buộc phải nhập vào ICU, cần phải thở oxy, cần phải thở máy, và đến trường hợp nặng hơn bị ARDS và suy đa tạng. Thì thường thường ta dựa vào về các nghiên cứu về dịch tễ học thì người ta thấy rằng có một số cái yếu tố nguy cơ đối với lại bệnh nhẹ thì thường thường gặp ở người trẻ, là người dưới 50, còn đối với những trường hợp bệnh nặng và có bệnh nhân phải nằm săn sóc tích cực thì thường thường gặp ở người già trên 60 hoặc trên 68 tuổi. Ủ bệnh thì thời gian ủ bệnh, tức là từ khi anh nhiễm đến khi anh có triệu chứng, thì trung bình là khoảng từ 5 đến 7 ngày, có thể dao động từ 2 đến 14 ngày. Triệu chứng nhẹ, nãy tôi đã trình bày các chị rồi, thì bệnh nhân có sốt, đau nhức chống cảm cúm và hắt hơi, ho, chảy nước mũi, đó là triệu chứng ở đường hô hấp trên. Và nếu nó nặng hơn thì bệnh nhân có thể xuất hiện viêm phổi. Ngoài ra bệnh nhân có thể có những biểu hiện ở ngoài đường hô hấp như là bệnh nhân mất mùi, mất vị giác, tiêu chảy, nôn ói, và cướp bệnh mắt có thể là sung huyết và chảy nước mắt. Trường hợp bệnh nặng thì bệnh nhân viêm phổi nặng tiến triển buộc phải nhập vào khoa hồi sức và có thể tiến triển đến hội chứng nguy kịch hô hấp cấp. Ngoài triệu chứng ở hô hấp thì bệnh nhân biểu hiện nặng có thể xuất hiện ở hệ thần kinh, như là bệnh nhân bị bệnh lý não, bị viêm não, hội chứng Guillain-Barré, thậm chí là một số bệnh nhân bị đột quỵ. Về tuần hoàn thì bệnh nhân có thể bị viêm cơ tim, viêm ngoài ngoài tim, loạn nhịp hoặc là suy tim. Đó là những cái biểu hiện lâm sàng bệnh nhân thay đổi. Khởi đầu thì giống như trường hợp nhiễm siêu vi thông thường thôi, cảm cúm, nhưng mà nếu trở nặng thì bệnh nhân có biểu hiện tổn thương đa cơ quan, hô hấp, thần kinh, tuần hoàn, và kèm theo cả rối loạn đông máu, tắc mạch nhiều nơi. Như vậy, đối với những bệnh nhân nào có nguy cơ trở nặng thì người ta thấy rằng đối với bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, bị bệnh COVID-19 thì ở người già, người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tim mạch như suy tim, bệnh mạch vành, bệnh lý cơ tim, đái tháo đường, béo phì, bệnh thận mạng, bệnh nhân suy giảm miễn dịch như phải ghép tạng hoặc là có bệnh lý huyết học, thì đối với những đối tượng này khi nhiễm COVID có nguy cơ là bệnh phải trở nặng, thì chúng ta cần phải theo dõi sát những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ này. Thế thì bệnh nhân đã bị COVID rồi thì có khi ta làm xét nghiệm thì có những vấn đề nào bệnh nhân sẽ có dấu hiệu xấu. Thường thường người thấy rằng bệnh nhân có tăng bạch cầu máu tăng cao nhưng mà bạch cầu lympho lại giảm, đó là một yếu tố nặng. Hoặc là nếu ta thử thời gian thrombin hoặc là kéo dài, dimer tăng, LDH men gan, anticoagulant 6, CRP bilirubin, tức là những yếu tố đáp ứng viêm đó ta thấy tăng cao, thì thường những trường hợp đó là liên quan đến dự hậu xấu ở bệnh nhân. Để chẩn đoán bệnh thì chúng ta cần phải làm xét nghiệm. Đứng về xét nghiệm
thì có 3 nhóm xét nghiệm sinh học phân tử là chúng ta xác định cái cấu trúc và di truyền có hiện diện ở trong mẫu bệnh phẩm. Thứ hai ta xét nghiệm kháng nguyên là ta tìm xét nghiệm xác định là bệnh nhân có xuất hiện có hiện diện kháng nguyên ở trong bệnh phẩm. Và cuối cùng ta nói về xét nghiệm kháng thể, đó là ta coi đáp ứng của cơ thể bệnh nhân đối với lại nhiễm trùng, thì ta thử máu bệnh nhân để tìm xét nghiệm kháng thể. Đối với sinh học phân tử thì người ta xét nghiệm PCR, trừ vật trong chúng ta PCR. Xét nghiệm này giúp ta chẩn đoán những cái tác nhân là virus ARN. Thì độ đặc hiệu của xét nghiệm tương đối cao, rất cao, là trên 99%. Do đó chúng ta tỷ lệ dương giả rất là thấp. Tuy nhiên độ nhạy thì các tác giả báo cáo về nguyên tắc PCR thì độ nhạy cũng cao. Tuy nhiên vì lý do là chúng ta làm PCR tại nhiều thời điểm khác nhau, tức là độ nhạy của một xét nghiệm nó thay đổi tùy theo kỹ thuật xét nghiệm, tùy theo labo, tùy theo lượng virus, tải lượng virus của bệnh nhân. Ta làm rất sớm, tải lượng virus chưa cao thì ta chưa thấy. Hôm nay xét nghiệm âm thì ngày mai xét nghiệm có thể dương. Và nếu ta làm ở giai đoạn mà tải lượng virus đang giảm xuống thì hôm nay dương, ngày mai xét nghiệm là âm, vân vân. Do đó là ta tình nhìn chung, nếu xét nghiệm một lần PCR xong, sau đó người ta theo dõi bệnh nhân sau này có xác định bệnh, thì ta thấy rằng cái độ nhạy PCR một lần thì khoảng 50-70%. Tuy nhiên nói chung thì nếu có thì nó sẽ dương, và tại vì virus nó không có nên nó không dương. Đối với xét nghiệm PCR thì người ta lấy dịch ở vùng tị hầu, tức là ta lấy mũi họng sao hoặc là vùng hầu họng bệnh nhân, sau đó ta bỏ vào cái môi trường vận chuyển có virus cho virus, xong sau đó ta chuyển về labo. Tại labo thì người ta làm xét nghiệm PCR để xác định là có dương tính hay âm tính, để tức là bệnh nhân có virus SARS-CoV-2 ở trong mẫu bệnh phẩm hay không. Đối với kháng nguyên thì xét nghiệm kháng nguyên là xét nghiệm hiện tại Bộ Y tế đã có hướng dẫn cho sử dụng, thì độ đặc hiệu cũng rất cao, trên 98%. Tuy nhiên độ nhạy thì phải thấp, không có bằng xét nghiệm PCR, bởi vì lý do là kháng nguyên thì độ nhạy nó thấp hơn. Chúng ta sẽ có cái phần mà là tiếp cận chẩn đoán dựa trên xét nghiệm ở phía sau, tôi sẽ trình bày kỹ hơn cách áp dụng. Đối với xét nghiệm kháng nguyên thì cũng tương tự các kỹ thuật, là chúng ta sẽ cho mẫu bệnh phẩm bệnh nhân vào trong cái cassette, xong sau đó chúng ta sẽ cho thuốc dung môi, xong sau đó ta đợi, thì sau khoảng thời gian ủ thì kháng nguyên sẽ được kháng thể bắt và sau đó nó hiện vạch lên. Thì chúng ta sẽ thấy rằng hai vạch test và vạch chứng dương thì mình xác định là trường hợp đó có kháng nguyên và SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm. Còn nếu nó âm tính thì không có. Còn nếu chứng không lên thì chúng ta không sẽ đánh giá, phải làm lại xét nghiệm. Đối với xét nghiệm mà kháng thể thì xét nghiệm kháng thể thì người ta dùng để đánh giá trong điều tra dịch tễ học nhiều hơn là trong chẩn đoán bệnh. Chúng ta đánh giá trong điều tra dịch tễ học xong là xem quần thể này là tỷ lệ nhiễm SARS-CoV đã cao chưa, hoặc là nếu ta thử kháng thể để ta coi đánh giá hiệu quả của thuốc chủng ngừa thì xét nghiệm kháng thể. Chúng ta lưu ý rằng xét nghiệm kháng thể thì nó có rất nhiều loại kháng thể. Nếu mà kháng thể kháng protein S thì liên quan đến kháng thể trung hòa, tức là đáp ứng đối với lại vấn đề thuốc chủng ngừa, có thể trung hòa được virus. Còn một số xét nghiệm trong thị trường là làm xét nghiệm tìm kháng thể anti-nucleocapsid, tức là kháng thể đó là chúng ta đánh giá là đã từng nhiễm bệnh chưa. Thì do đó nếu bệnh nhân chích ngừa rồi nhưng mà chưa nhiễm bệnh thì chúng ta thử kháng thể anti-nucleocapsid nó còn âm tính. Nhưng tác dụng kháng thể cũng tương tự như kháng nguyên, nhưng ở trường hợp này là chúng ta sẽ tìm cái kháng thể lưu hành trong máu bệnh nhân, và khi có kháng thể thì khi có cái lớp ta gắn sẵn một cái anti-human IgG bắt cái kháng thể này thì sau đó nó hiện màu lên và ta thấy hiện màu. Là phương pháp sắc kim miễn dịch, các quản lý kết quả nhận xét cũng tương tự. Giờ ta biện luận khi nào ta xài xét nghiệm nào. Khi chúng ta tiếp xúc thì với lại người nhiễm virus thì bắt đầu virus xâm nhập vào cơ thể chúng ta thì virus bắt đầu tăng sinh lên, nhưng mà bệnh nhân chưa có triệu chứng, giai đoạn đó thì ta gọi là giai đoạn ủ bệnh. Sau đó thì sau giai đoạn này thì virus tăng dần lên đến một cái ngưỡng nào đó thì bắt đầu có thể lây nhiễm được, tức là ta phát hiện được có virus sống và nó có thể lây nhiễm được. Và chúng ta lưu ý rằng cái thời gian lây nhiễm nó sẽ xảy ra trước thời gian mà bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng, và sau đó thì bệnh nhân xuất hiện triệu chứng và triệu chứng sau giai đoạn sau là hồi phục. Khi nào có sự hiện diện virus ở trong bệnh phẩm thì chúng ta sẽ tìm được cấu trúc di truyền của virus. Do đó mình thấy rằng các phản ứng PCR thì nó xuất hiện từ khi bắt đầu xuất hiện virus, kéo dài
rất lâu, khi bệnh nhân hết triệu chứng qua giai đoạn hồi phục ta vẫn còn xét nghiệm dương tính. Tuy nhiên các nhà khoa học thấy rằng thường thường trong vòng 7 ngày thôi, sau 7 ngày thì PCR vẫn còn dương tính. Tuy nhiên trong 7 ngày đó chúng ta nuôi cấy virus thì thấy rằng nó không có mọc. Nó không có mọc được. Hiện tại người ta sau 7 ngày đó thường thường đến quá 9 ngày là hầu như là không phân lập được virus nữa. Do đó giai đoạn sau có thể chỉ là cấu trúc di truyền virus thôi, chứ nó không phải là một con virus còn đầy đủ có thể sản sinh được, có thể lây truyền bệnh được. Xét nghiệm kháng nguyên thì nó chỉ nằm trong một cái đoạn ngắn. Nên mình thấy rõ ràng trên cái hình này thì ARN nó tồn tại trước, xuất hiện trước và nó tồn tại lâu hơn. Còn kháng nguyên thì nó sẽ xuất hiện sau và nó sẽ kết thúc trước hơn. Do đó xét nghiệm kháng nguyên thì nó độ nhạy nó sẽ không bằng xét nghiệm PCR. Tuy nhiên độ đặc hiệu nó rất cao. Do đó nếu đối với trường hợp mà đang có dịch bùng phát, chúng ta cần xét nghiệm số lượng lớn và chúng ta muốn cách ly ngay cái người mà có virus trong trong mũi họng thì người ta lấy bệnh phẩm và xét nghiệm kháng nguyên giúp chúng ta cách ly ngay lập tức. Vì thường thường giai đoạn này là giai đoạn đang lây của bệnh nhân, mình để giai đoạn lây là cái dịch xét nghiệm là thường thường đoạn giai đoạn có khả năng là lây truyền cho người khác. Do đó làm xét nghiệm kháng nguyên giúp chúng ta phân loại bệnh và cách ly nhanh sớm cho bệnh nhân. Về nguyên tắc thì nếu bệnh nhân xét nghiệm kháng nguyên dương thì ta vẫn phải làm xác định lại để bằng phản ứng PCR để khẳng định. Còn kháng thể thì thường xuất hiện sau một tuần mới có kháng thể, do đó đến tầm từ 2 tuần trở lên thì có IgG. Do đó người ta thấy rằng xét nghiệm kháng thể thường là dùng trong điều tra dịch tễ học để xem bệnh nhân đã từng nhiễm bệnh chưa, trong quần thể cũng nhiều người có miễn dịch đối với lại SARS-CoV-2 vân vân. Chứ còn không đứng để chẩn đoán bệnh thì thường là ở giai đoạn sau rồi, người ta không dùng để chẩn đoán bệnh. Đứng về chẩn đoán bệnh thì chúng ta có hai trường hợp: khi nào gọi là bệnh, trường hợp bệnh nghi ngờ, trường nào gọi là trường hợp bệnh xác định. Trường hợp bệnh nghi ngờ là bệnh nhân có một trong hai trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân có sốt hoặc là viêm hô hấp mà chúng ta không lý giải được, tức là sốt hoặc viêm hô hấp mà không lý giải được. Thì trong đây hiện tại đang trong mùa dịch SARS-CoV-2, mùa dịch COVID-19, chúng ta thấy bất cứ ai sốt mà có triệu chứng về hô hấp, sốt, ho, đau họng, viêm phổi mà không lý giải được thì chúng ta đều phải đặt đây là một trường hợp nghi ngờ bị COVID-19 để chúng ta cách ly, xét nghiệm để loại trừ. Trường hợp thứ hai, bệnh nhân có bất cứ triệu chứng hô hấp nào, chẳng hạn bệnh nhân cần có ho, đau họng mà không có sốt đi nữa mà có yếu tố dịch tễ, là bệnh nhân có đi đến vùng dịch tễ. Những cái vùng dịch tễ này là những vùng đã được Bộ Y tế công bố, Cục Y tế Dự phòng công bố, hoặc là chúng ta khai báo y tế, người ta có liệt kê cho mình những cái địa điểm mà bạn có đi đến. Nếu có yếu tố đó thì đây cũng là trường hợp bệnh nghi ngờ. Hoặc là nếu chúng ta có triệu chứng hô hấp và chúng ta có tiếp xúc gần để loại trừ nhiễm SARS-CoV-2. Đây là trường hợp bệnh nghi ngờ. Còn trường hợp bệnh xác định, tức là chúng ta có xét nghiệm PCR với SARS-CoV-2 dương tính thì gọi là bệnh xác định. Và cái việc xét nghiệm PCR này phải được thực hiện ở một cái cơ sở xét nghiệm do Bộ Y tế cho phép khẳng định thì chúng ta mới được gọi là trường hợp bệnh xác định. Tuy nhiên cũng nói thêm là PCR dương thì gọi là nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiễm, còn nếu khi nào bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta mới nói là bị bệnh COVID-19, chứ còn nếu dương không thì không đủ, bởi vì lý do là về định nghĩa nhiễm và bệnh thì nó khác nhau. Bệnh là có triệu chứng, còn nhiễm thì có thể là có triệu chứng hoặc không triệu chứng. Nếu có triệu chứng thì gọi là bệnh, mà không triệu chứng gọi là nhiễm trùng không triệu chứng.
Để điều trị thì chúng ta cần phải phân độ mức độ lâm sàng bệnh nhân. Nguyên tắc là ta có xét nghiệm PCR dương, tức là ta trường hợp nghi ngờ hoặc một trường hợp ta đã có PCR xác định thì tất cả bệnh nhân đó phải được theo dõi tại các cái bệnh viện dã chiến hoặc là tại cơ sở điều trị COVID. Thì bệnh nhân không triệu chứng, bệnh nhân có triệu chứng nhẹ là chỉ có triệu chứng viêm hô hấp trên thôi, hắt hơi, ho, sổ mũi, đau nhức người hoặc là và không có viêm phổi thì gọi là xếp vào bệnh nhẹ. Bệnh vừa, mức độ vừa là bệnh nhân có viêm phổi, tuy nhiên cái mức độ viêm phổi này thì bệnh nhân có tổn thương lên phổi đó nhưng mà bệnh nhân không có bị thiếu oxy nặng, SpO2 vẫn trên 93%, thở khí trời. Ta chụp CT scan hoặc chụp X quang ngực ta thấy có thâm nhiễm trên phổi, trường hợp này sẽ mức độ vừa, nhẹ và vừa thì sẽ được điều trị tại khoa thường. Chúng ta tại những khoa điều trị thông thường không cần phải đến khoa hồi sức, chúng ta theo dõi tại đó. Đối với bệnh nhân nặng có biểu hiện viêm phổi, khó thở, phải thở nhanh trên 30 lần một phút hoặc là SpO2 bệnh nhân giảm thấp dưới 93% thì thở khí trời, những trường hợp này bắt buộc phải thở oxy, bắt buộc phải theo dõi sát tại các cái cơ sở điều trị, thường là có thể khả năng là phòng bệnh nặng hoặc là có thể phải vào khoa hồi sức để theo dõi. Trường hợp nguy kịch là bệnh nhân xếp vào chúng nguy kịch là bệnh nhân có tổn thương phổi và hội chứng nguy kịch hô hấp cấp hoặc là có tình trạng là có sốc trụy mạch, có nhồi máu phổi, có đột quỵ. Những trường hợp này được xếp vào nhóm là mức độ nguy kịch thì chắc chắn nguy kịch là phải nằm tại khoa hồi sức tích cực. Bệnh nặng và nguy kịch thì thường được điều trị tại khoa hồi sức tích cực, còn bệnh nhẹ và bệnh vừa thì chúng ta có thể điều trị tại khoa bệnh nhẹ được. Đúng về điều trị, tôi trình bày trước về điều trị đặc hiệu, sau đó tôi sẽ nói về điều trị không đặc hiệu. Đối với điều trị đặc hiệu thì chúng ta có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta chống virus xâm nhập vào trong tế bào. Thì thường virus nó sẽ xuất hiện để muốn xâm nhập vào tế bào thì virus nó cần phải có protein S gắn vào cái thụ thể ACE2. Do đó tất cả những cái điều trị mà ức chế quá trình này hoặc là ức chế quá trình mà hòa màng virus để cho nó xâm nhập vào trong tế bào thì tôi gọi xếp vào nhóm là chống virus xâm nhập, thì gồm có những điều trị như thuốc mà kháng ức chế thụ thể ACE2 hoặc là ức chế cái hòa màng như là chloroquine, hydroxychloroquine. Chúng ta nghe rất là nhiều nghiên cứu hoặc ta sử dụng kháng thể đơn dòng hoặc là huyết thanh bệnh nhân đã huyết tương, bệnh nhân đã từng nhiễm bệnh và chúng ta truyền cho bệnh nhân, hy vọng rằng những cái kháng thể trung hòa đó nó sẽ bắt giữ con virus SARS-CoV-2. Đầu tiên hết tôi trình bày về điều trị chloroquine. Thì chloroquine khởi sự là các tác giả ở Pháp thì người ta thấy rằng chloroquine với azithromycin dựa vào nghiên cứu quan sát hình như là có cải thiện triệu chứng, rút ngắn thời gian bệnh ở những bệnh nhẹ. Tuy nhiên sau đó thì nghiên cứu recovery ở bên Anh, ở tất cả bệnh viện ở Anh thì người ta tiến hành ở 1.000 cái cỡ mẫu là 1.500 bệnh nhân sạc hydroxychloroquine và hơn 3.000 trường hợp nhóm chứng không sử dụng hydroxychloroquine thì người ta thấy rằng đối với lại tử vong thì không hề cải thiện tử vong, tức là nhóm xài hydroxychloroquine thì tỷ lệ tử vong khoảng 27%, trong khi đó nhóm mà xài không sử dụng hydroxychloroquine thì tử vong khoảng 25%, tức là không khác biệt về tử vong. Do đó người ta thấy rằng hydroxychloroquine là không có vai trò trong điều trị bệnh COVID-19. Sau đó người ta cũng vẫn nghĩ rằng nếu ta sử dụng, tại vì có thể là người ta điều trị khi bệnh nhân đã tổn thương phổi rồi, nếu ta sử dụng sớm hơn trước khi người đó bị nhiễm bệnh có thể ngăn chặn được hay không, thì người ta ở các nghiên cứu ở Argentina thì người ta cũng sử dụng hydroxychloroquine nhưng mà người ta dùng cho những người mà có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính COVID hoặc là nhân viên y tế ở tuyến đầu, người ta cho uống hydroxychloroquine thì người ta thấy kết quả cuối cùng thì thấy cũng là người có uống và người không uống thì tỷ lệ nhiễm SARS-CoV khoảng 5-7%, không khác biệt với nhau, và cuối cùng thì hydroxychloroquine không có nằm trong thuốc điều trị để ngăn chặn virus nữa. Nhóm thứ hai là kháng thể đơn dòng. Thì trước đó thì người ta cũng có thử huyết thanh của người đã nhiễm bệnh cho những bệnh nhân bệnh nặng thì thấy rằng cái kết quả cũng không được khác biệt về dự phòng tử vong. Thì sau đó thì có một cái nghiên cứu gần đây, thì nghiên cứu này người ta tiến hành để trả lời câu hỏi rằng nếu ta truyền cái plasma này, tức là huyết tương của người hồi phục bệnh sớm trong 3 ngày đầu của bệnh thì có ngăn chặn được bệnh nhân tiến triển nặng hay không. Thì người ta làm một cái thử nghiệm lâm sàng ở 160 bệnh nhân, chia hai nhánh, mỗi nhánh 80 bệnh nhân.
đối tượng được chọn vào là người già trên 75 tuổi hoặc là người từ 65 75 ít nhất một bệnh nền, và người ta xem những người bệnh già này có những bệnh nhân này là có nguy cơ bệnh trở nặng, do đó tôi truyền plasma sớm xem có tránh được chuyện đó hay không. Thì kết quả thấy rằng nhóm mà truyền plasma thì thấy là 16% bị viêm phổi nặng, còn cái nhóm mà không truyền plasma thì 30% bị viêm phổi nặng, do đó kết luận rằng nếu anh truyền sớm ở đối tượng nguy cơ, đặc biệt là người già có bệnh nền, thì người ta thấy rằng nó có khả năng là dự phòng được bệnh nhân tiến triển thành viêm phổi nặng. Do đó chống viêm nhập, nhưng mà thật ra những cái thuốc này thì hiện tại không có tại Việt Nam. Thứ hai là chúng ta ức chế việc nhân lên của virus. Ức chế việc nhân lên của virus thì chúng ta sử dụng RNA polymerase inhibitor hoặc là protease inhibitor, tức là chất ức chế các cái men này. Thì có một nghiên cứu remdesivir trước đó, ta làm rất nhiều nghiên cứu nhưng đều không thành công, thì remdesivir là được mọi người trông mong rất là nhiều, rằng hy vọng rằng remdesivir sẽ giúp người ta cải thiện dự hậu ở bệnh nhân bị bệnh nặng. Bệnh nặng thì đây là một thí nghiệm lâm sàng ở bệnh nhân COVID-19 bị viêm phổi nặng, thì người ta thấy rằng bệnh nhân COVID bị viêm phổi thôi chứ không có nặng, và người ta thấy rõ ràng rằng thuốc này tại Mỹ thấy rằng có rút ngắn được thời gian hồi phục, tức là những cái nhóm mà sử dụng remdesivir thì thời gian hồi phục ngắn hơn khoảng 10 ngày so với nhóm không sử dụng, tức là sử dụng giả dược là thời gian hồi phục là 15 ngày. Tuy nhiên sự khác biệt này chỉ thấy ở nhóm có thở oxy thôi, tức là ta phân ra bệnh nhân không thở oxy, bệnh nhân thở oxy, bệnh nhân thở oxy lưu lượng cao, dòng cao, và bệnh nhân phải chạy ECMO. Thì rõ ràng rằng bệnh nhân không thở oxy, bệnh nhân thở oxy lưu lượng cao, bệnh nhân chạy ECMO thì không khác biệt. Chỉ có cái nhóm bệnh nhân là có thở oxy là bệnh nhân có viêm phổi cần thở oxy nhưng mà chưa đến nỗi nặng, thì thấy có lẽ là rút ngắn được thời gian hồi phục thôi, do đó kết quả của nó cũng giới hạn. Và tử vong thì không khác biệt, tuy rút chạy nhưng mà tỷ lệ tử vong ở ngày thứ 29 không hề khác biệt giữa hai nhánh có sử dụng remdesivir hay là dùng giả dược. Bước thứ ba là vì lý do là nãy mình nói là vệ sinh nước bệnh thì nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đáp ứng cơ thể đối với nhiễm virus, giống như trường hợp anh bị cảm cúm. Và giai đoạn thứ hai là các phản ứng viêm để chống lại virus, sau đó nó vượt mức, nó lên rất là dữ dội, tức là gây cơn bão cytokine, đã gây tổn hại các cơ quan nội tạng. Thì người ta có một số cái điều trị về đáp ứng điều hòa đáp ứng miễn dịch, thì gồm có DESA là thí nghiệm đầu tiên. Thì đối với DESA thì nhóm nghiên cứu Recovery bên Anh thực hiện ở 178 bệnh viện ở bên Anh, thì người ta thấy rằng với cỡ mẫu là 6.000, trong đó có 2.000 khoảng 2.000 trường hợp là sử dụng dexamethasone và 4.000 trường hợp là không sử dụng dexamethasone. Thì người thấy ra rằng cái nhóm xài dexamethasone tỷ lệ tử vong nó thấp hơn cái nhóm mà không có dexamethasone. Do đó, và đặc biệt khi phân tích chi tiết hơn thì người ta thấy rằng có mấy chuyện. Dexamethasone hiệu quả nó rõ nhất là ở những bệnh nhân nặng, bệnh nhân có thở máy, ta xài dexamethasone thì tỷ lệ tử vong của nó cải thiện rõ. Và bệnh nhân có thở oxy, còn đối với bệnh nhân mà không thở oxy thì thấy không có khác biệt. Tức là phân tích dưới nhóm, phân tích chung thì là thấy rằng xài dexamethasone là có giảm tử vong. Tuy nhiên nếu mà phân tích chi tiết ra thì những bệnh nhân mà thở máy xâm lấn hoặc là có phải thở oxy, tức là viêm phổi nặng trở đi, thì thường thường mới có hiệu quả. Còn những nhóm mà không thở oxy thì người thấy là hiệu quả nó không được rõ. Đối với interleukin kháng thụ thể interleukin 6 thì khi bệnh nhân vô viện, nãy mình phần mà triệu chứng mà yếu tố mà nguy cơ bệnh trở nặng thì thấy rằng người ta có đo interleukin 6, những bệnh nhân nào mà có tăng interleukin 6 đó là một cái đáp ứng viêm của cơ thể. Do đó nếu ta kháng thụ thể này thì người ta hy vọng rằng sẽ cải thiện cái triệu chứng viêm của bệnh nhân, thì gồm có kháng cả những cái chất mà thụ thể mà nó không gắn trên màng tế bào cũng như là loại thụ thể gắn trên màng tế bào. Có hai thuốc người ta được thử nghiệm, đó là sarilumab và tocilizumab. Hai thuốc này là kháng thể đơn dòng kháng lại thụ thể của interleukin 6, và kết quả thì cả hai thuốc này đều có cải thiện tử vong so với lại giả dược, và kết luận rằng nếu ta sử dụng thuốc này có khả năng là cải thiện tử vong bệnh nhân kháng interleukin 6. Tóm lại thì chúng ta có mấy chuyện. Chuyện đầu tiên hết, nếu mà bệnh nhân không có triệu chứng hoặc giai đoạn sớm thì chúng ta đương nhiên chúng ta chưa biết, là nhân biết nếu ta tiếp bệnh nhân tiếp xúc thì đương nhiên những bệnh nhân đó
chúng ta phải không có triệu chứng, chúng ta vẫn phải PCR dương, thì chúng ta vẫn phải để bệnh nhân trong những bệnh viện theo dõi điều trị bệnh nhân, theo dõi sát bệnh nhân, theo dõi có xuất hiện triệu chứng nặng hay không để chúng ta cho điều trị bệnh nhân. Ở đó bệnh nhân triệu chứng nhẹ thì đa phần cũng chỉ là điều trị hỗ trợ mà thôi. Mức độ vừa thì chúng ta cũng phân bổ theo vẫn điều trị hỗ trợ và theo dõi sát những dấu hiệu nặng, những đối tượng nguy cơ có khả năng trở nặng. Và ở bên Mỹ thì người ta khuyến cáo là nếu anh có remdesivir thì có thể sử dụng. Khi bước qua bệnh lý nặng thì chúng ta bắt đầu trường hợp này buộc phải nhập viện và thở oxy và điều trị thuốc đặc hiệu là còn có remdesivir và dexamethasone. Ở Việt Nam mình chỉ có dexamethasone thôi, hiện tại trường hợp nặng chúng ta thêm dexamethasone. Và bệnh nhân nguy kịch thì ngoài khi điều trị ở tại các khoa chăm sóc tích cực để hỗ trợ các suy tạng cho bệnh nhân, vừa cộng với dexamethasone và remdesivir cho bệnh nhân. Tôi trình bày phần điều trị hỗ trợ, có lẽ là chúng ta ở đây quan tâm điều trị hỗ trợ nhiều hơn, bởi vì thật ra thì những trường hợp bệnh nặng thì sẽ được chuyển về bệnh viện bệnh nhiệt đới hoặc hiện tại thì bệnh viện điều trị COVID thì những trường hợp nặng, còn nếu đa phần trường hợp bệnh nhẹ thì chúng ta điều trị hỗ trợ thôi, chủ yếu là nghỉ ngơi tại giường, phòng bệnh là phải thông thoáng, hồi nãy thầy Hà đã trình bày với chúng ta rồi, tức là phòng phải mở cửa sổ, không sử dụng máy lạnh để hạn chế nghỉ ngơi tại giường. Vệ sinh mũi họng, ta cũng trình bày rất là kỹ ha, chúng ta rửa mũi, súc họng hàng ngày, giữ ấm cơ thể, uống đủ nước và đảm bảo đầy đủ các dinh dưỡng, bổ sung vitamin, nghỉ ngơi. Những trường hợp bệnh nhân sốt cao thì có thể cho hạ sốt để cải thiện triệu chứng thôi, chứ không phải điều trị triệu chứng. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải theo dõi sát lâm sàng với phần phổi để phát hiện kịp thời những trường hợp trở nặng để chúng ta chuyển vào khoa chăm sóc tích cực để hy vọng rằng điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Đó là đối với điều trị hỗ trợ. Tôi xin qua phần phòng ngừa. Đối với lại phòng ngừa, hiện tại thì theo chiến lược dự phòng bệnh chúng ta hiện tại là chiến dịch sử dụng thông điệp 5K phối hợp với lại chích ngừa vaccine. 5K gồm có đeo khẩu trang, hay chúng ta đeo khẩu trang đi ngoài nơi công cộng, ở trong môi trường y tế, tức là mọi lúc mọi nơi chúng ta đeo khẩu trang. Và thầy Hà đã chỉ là hướng dẫn cho chúng ta cách đeo khẩu trang đúng phương pháp. Khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn tay, sát trùng rửa tay thường xuyên cũng là một trong biện pháp chúng ta phòng ngừa và nhiễm COVID. Giữ khoảng cách xa 2 mét, bởi vì tới gần nguy cơ chúng ta sẽ nhiễm virus. Do đó thường thường hiện tại yêu cầu là cái ca thứ 3, đó là giữ khoảng cách. Ca thứ 4 là chúng ta hạn chế tập trung đông người, và vào thời điểm này thì chúng ta không có tụ họp, chúng ta không tổ chức kiệt tùng, vì khi tụ tập đông người là nguy cơ chúng ta sẽ nhiễm bệnh. Và cuối cùng là chúng ta khai báo y tế thường xuyên cộng hợp với lại. Thế thì biện pháp 5K này hiệu quả có cao không? Thì chúng ta hãy xem trở lại là vai trò của 5K. Đầu tiên hết là vấn đề đeo khẩu trang. Khởi đầu chúng ta rất nhiều tranh cãi, đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang, đeo khẩu trang y tế hay đeo khẩu trang vải, vân vân. Thì đây là một cái video người ta thấy hiệu quả của việc đeo khẩu trang y tế. Khẩu trang y tế thôi, chứ không phải N95. Đầu tiên hết ông nào ông sẽ nói mà không có đeo khẩu trang. Stay healthy. Chúng ta thấy những cái giọt hạt bắn ra văng ra khi người ta nói. Stay healthy. Great. Less loud. Stay healthy. Good. Rồi bây giờ nếu bệnh nhân đeo mask vào, nghe người ta nói, chúng ta xem hạt bắn. Are you recording? Yeah. Stay healthy. Không thấy hạt bắn. Louder. Nó lớn hơn. Stay healthy. Cũng không. Louder. Stay healthy. Rõ ràng rằng nếu chúng ta đeo mask thì chúng ta giảm lây cho người khác rất nhiều. Nhờ đeo mask, thấy ông nào ông đeo mask, ông nói rất to, hạt bắn cũng không thấy bay ra nhiều. Và người đối diện cũng đeo mask nữa thì hiệu quả rất là cao, cho đa phần nhiễm bệnh là do chúng ta không đeo mask. Nên tôi nghĩ là đeo mask là một trong những biện pháp 5K rất là quan trọng. Một người bị nhiễm bệnh thì tùy theo cái hệ số lây nhiễm của họ. Chẳng hạn như mình người nào một cái bệnh là một người lây được 4 người, hệ số là 4, tức là một bệnh nhân sẽ lây cho 4 người xung quanh, và mỗi người này lây tiếp 4 người nữa theo cấp số nhân, và sau đó lên thành 64 người. Tất cả những cái biện pháp dự phòng như là giãn cách, như là đeo mask, như là hạn chế tụ tập, đóng cửa trường học, vân vân, mục đích là để giảm cái hệ số lây nhiễm xuống. Chẳng anh giảm xuống phần 1 thì ta thấy rằng rõ ràng là dịch bệnh không có tăng lên nữa,
cứ mỗi một người chỉ lây được một người, còn nếu dưới một thì bệnh sẽ giảm dần và sau đó sẽ ngưng. Đó là những cái biện pháp. Mình nhìn lại cái vụ dịch ở Trung Quốc trước khi đóng cửa là ngày 23 tháng Giêng, tức là trước khi đóng cửa cô đó là lockdown, tức là đóng cửa thành phố Vũ Hán, ngưng hết mọi di chuyển, tất cả đều ở trong nhà, thì thấy rõ ràng rằng cái hệ số lây nhiễm là khoảng từ 3 đến 4, tức là một người nhiễm bệnh sẽ lây được 3 đến 4 người. Khi ta không có kiểm soát được, nhưng sau khi đóng cửa, bắt đầu các đóng cửa, ngưng các phương tiện công cộng, cách ly tại bệnh nhân bệnh thì cách ly tại bệnh viện, và những người thân, những người khác thì cách ly tại nhà, đóng cửa không được di chuyển nhiều, thì rõ ràng rằng bệnh giảm xuống rất là nhanh. Hay nhờ khi đó cái hệ số RT nó giảm đi và sử dụng càng nhiều biện pháp thì hiệu quả càng cao, và cuối cùng dịch bệnh ở bên Trung Quốc đến ngày 8 tháng 3 thì họ đã chặn đứng được nhờ những biện pháp nghiêm ngặt. Thế tuy nhiên nếu ta làm nghiêm ngặt đại thì hiệu quả có được kéo dài hay không, thì rõ ràng nếu ta nhìn đường màu đỏ, nếu chúng ta không dùng biện pháp nào cả thì khi dịch xảy ra thì trong thời gian ngắn, tức là chỉ trong vòng vài tháng, thì dịch bệnh sẽ tăng vọt lên đến rất cao, và khi này sẽ vượt quá cái khả năng điều trị của hệ thống y tế, và gây đổ vỡ hệ thống y tế. Cho mình thấy hình ảnh ở bên Ấn Độ, người ta chết hàng loạt thiếu oxy thở, tức là vượt quá cái khả năng điều trị hồi sức của các cơ sở y tế. Do đó tất cả các biện pháp giãn cách xã hội, biện pháp là đeo mask, những biện pháp là đóng cửa trường học, đóng cửa vân vân, mục đích là gì? Là chúng ta sẽ là đè xẹp cái đường cong này xuống dưới. Tuy nhiên các nhà khoa học thấy rằng nếu ta đè xẹp đường cong này xuống thì đến khi ta gỡ bỏ các biện pháp hạn chế thì dịch bệnh sẽ bùng lên trở lại. Do đó nếu ta dùng 5K không thì vẫn chưa đủ, chúng ta phải sử dụng đến vaccine. Nếu không có vaccine thì chúng ta dịch bệnh vẫn kéo dài. Như hiện tại đã 1.5 năm rồi, chúng ta thấy dịch bệnh vẫn chưa có giảm. Tình hình Covid trên thế giới, cái này là đến ngày 17 tháng 6 thì tôi soạn bài này, thì thật ra bây giờ này lên đến gần 180 triệu và người tử vong gần 4 triệu. Thì rõ ràng là tình hình thế giới là bệnh, tuy nói vậy chứ bệnh đang có xu hướng giảm dần. Nó ta nhìn cái biểu đồ, thấy biểu đồ màu đỏ, ta thấy rằng bệnh đang có xu hướng thế giới bệnh đang giảm dần. Và số lượng chích vaccine hiện tại thế giới là chích khoảng 2,5 tỷ liều đã tiêm rồi, và thấy là bệnh đã giảm dần. Tất cả trường hợp giảm này có lẽ nhờ vào chích vaccine. Ở những quốc gia chích vaccine nhiều thì chúng ta không nghe dịch bệnh bùng phát nữa, như ở Mỹ, như là ở châu Âu hoặc là ở Trung Quốc, thì hầu như những quốc gia đó là tỷ lệ tiêm chủng rất là cao. Việt Nam chúng ta thì hiện tại tiêm chủng cho đến ngày hôm nay chắc khoảng hơn 2 triệu trường hợp, 2 triệu mũi đã được tiêm, chắc chúng mình khoảng 2% dân số. Thì rõ ràng rằng khi cái tiêm chủng chúng ta chưa đạt thì dịch bệnh chúng ta tiếp tục bùng phát, và đợt thứ tư này chúng ta có 4 đợt bùng phát. Đợt đầu tiên là vào tháng 4 năm ngoái, đợt thứ hai là vào tháng 7 ở Đà Nẵng, đợt thứ ba vào tháng Giêng năm nay ở Hải Dương, và đợt này thì ở khắp các tỉnh thành, và thấy là dịch bệnh hiện tại bùng lên rất là dữ dội và chưa thể giảm xuống. Và lý do là chúng ta có lẽ là các biện pháp 5K chúng ta phải phối hợp thêm với lại tiêm vaccine. Thì hiện tại chính phủ đang tổ chức một chiến dịch tiêm chủng là lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, là trong vòng vài ngày chúng ta ở trong vòng 7 ngày, 5 đến 7 ngày Thành phố Hồ Chí Minh tiêm khoảng 800.000 mũi tiêm, tiến hành tiêm hàng loạt để hy vọng rằng chúng ta chặn đứng được dịch bệnh. Tiêm vaccine để làm gì? Chúng ta tiêm vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng. Chẳng hạn như là một người mắc bệnh, đây là một bệnh truyền nhiễm có hệ số lây nhiễm gọi là reversity number, tức là một trường hợp mắc bệnh có thể lây 2 người chẳng hạn, thì cho thấy rằng một bệnh nhân lây 2 người và lây thêm cấp số nhân nếu trong cộng đồng không có ai có miễn dịch cả. Tuy nhiên nếu trong cộng đồng này có 50% người có miễn dịch thì cho thấy rằng bệnh nó chỉ lây một người, chỉ được một người thôi, và cuối cùng thấy dịch bệnh nó không có bùng phát được. Đó là vai trò của vaccine. Nếu chúng ta chích ngừa rộng rãi thì rất nhiều người có miễn dịch trong cộng đồng thì chúng ta sẽ chặn đứng được dịch bệnh. Như vậy thì bao nhiêu phần trăm dân số có miễn dịch thì chúng ta chặn được dịch bệnh, thì nó thay đổi tùy theo cái R0. Nếu R0 bằng 2 thì cho thấy rằng phải trên 50% dân, R0 bằng 5 phải trên 80% dân. Bằng 10 đặt một gì thì ta chặn đứng được dịch bệnh. Đối với lại virus SARS-CoV-2 hay bệnh COVID-19 thì R0 các nhà khoa học ước tính là khoảng 3. Nếu mà khoảng 3 thì chúng ta thấy là 1 trừ cho 1/3, tức là 2/3, tức là khoảng
2/3 dân số phải có miễn dịch thì chúng ta mới chặn đứng được, phải giảm được, chặn đứng được dịch bệnh. Tức là khoảng 60-70% dân được chủng ngừa. Hiện tại thì Bộ Y tế thấy đang còn cách, là mua vaccine để hy vọng rằng chúng ta sẽ giúp chặn đứng được dịch bệnh. Đối với vaccine phòng bệnh thì tôi nói chút về đáp ứng miễn dịch. Khi con virus corona này nó gắn protein S, nó gắn lên thụ thể ACE2, nó sẽ xâm nhập vào trong tế bào, và từ trong tế bào thì nó sẽ tăng sinh lên và nó sẽ phóng, nó rời khỏi tế bào khi tăng sinh lượng lớn rời khỏi tế bào. Khi nó rời tế bào thì tế bào đại thực bào trình diện kháng nguyên sẽ bắt giữ virus, sau đó sẽ trình diện những kháng nguyên trên bề mặt, thường là protein S sẽ được trình diện lên đây và cơ thể mình sẽ có tế bào T giúp đỡ, sẽ giúp cho các tế bào lympho B sản xuất ra kháng thể, đây là đáp ứng miễn dịch dịch thể, hoặc là tế bào lympho T thành tế bào gây độc tế bào và gây hủy những cái tế bào có nhiễm virus, đây là miễn dịch và trung gian tế bào. Thế thì ta có những loại vaccine nào đang nghiên cứu, thì người ta thấy rằng hiện tại đối với vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 thì chúng ta có 8 loại, thật ra có 4 nhóm lớn, là vaccine dựa vào virus, thứ hai là vaccine dựa vào vector, một loại virus khác, vaccine dựa vào acid nucleic và vaccine dựa trên protein. Tôi sẽ trình bày 4 loại đó. Loại đầu tiên là vaccine dựa vào virus, thì ta sử dụng virus giảm độc lực hoặc là virus bất hoạt. Giảm độc lực là mình sẽ cấy truyền virus nhiều lần làm virus mất đi độc lực, và ta dùng con virus đó chích vào để bệnh nhân tạo được miễn dịch chống lại bệnh nhiễm trùng. Virus bất hoạt là người ta sẽ dùng formaldehyde hoặc là nhiệt để làm cho virus này bất hoạt, nó không có tăng sinh được nữa, nó không còn sống nữa, muốn virus chết, và người ta sẽ chích vào bệnh nhân để bệnh nhân tạo được miễn dịch chống lại virus. Hiện tại thì có 2 loại vaccine của Trung Quốc, đó là Sinovac và Sinopharm, là sử dụng virus bất hoạt. Thì hiệu quả của nó đối với Sinovac thì có được công bố là khoảng 79%, đó là hiệu lực, hiệu lực của vaccine là khoảng 79%. Loại thứ hai là vaccine sử dụng vector virus, tức là cái vector này là một sử dụng một cái loại virus khác, nó nhân lên được nhưng mà nó mang một cấu trúc di truyền để sẽ tạo được cái protein S đó. Chẳng hạn như virus nhân lên được là sở giảm độc lực, hoặc là ta dùng một cái loại virus mà nó không nhân lên, hiện tại sử dụng adenovirus, và thường người ta thích lấy những adenovirus nào mà không gây bệnh ở người, nó là gây bệnh ở động vật để cái cơ thể chúng ta không có miễn dịch chống lại nó. Và trong cơ thể những cái con virus này thì người ta có bỏ một cái gen để nó tạo được cái protein S vào trong đó, và cái gen là nằm ở trong cái cấu trúc di truyền của nó, và sau đó người ta chích vào cho vào bệnh nhân. Thì khi chích vào bệnh nhân thì con virus nó xâm nhập vào được tế bào đại thực bào trình diện kháng nguyên, sẽ bắt nó và sau đó sẽ trình diện kháng nguyên protein S lên trên bề mặt và tạo được đáp ứng miễn dịch như mình tôi trình bày ở phía trên. Những vaccine nào sử dụng vào phương pháp này thì hiện tại chúng ta sẽ có 3 loại vaccine đang lưu hành. Đầu tiên là AstraZeneca, là thuốc chúng ta đang chích tại Việt Nam hiện tại, là sử dụng adenovirus, và virus này đã được bất hoạt để nó không có tăng sinh được, và nó có cấu chứa cấu trúc ADN và để tổng hợp lên protein S. Hiệu quả, hiệu lực của vaccine thì theo nghiên cứu bên Anh khoảng 60% ban đầu người ta công bố. Vaccine thứ hai là vaccine Sputnik của Nga, và vaccine thứ ba là vaccine Johnson & Johnson của Mỹ. Tức là 3 vaccine này là dựa vào vector virus. Vaccine này nó có lợi điểm là gì? Là anh lưu trữ ở nhiệt độ từ 2-8 độ, do đó những quốc gia đang phát triển rất là dễ dàng sử dụng những vaccine này và giá thành nó rẻ. Vaccine thứ ba đó là nhóm vaccine ta sử dụng acid nucleic, có thể là ADN hoặc là ARN thông tin. Để người ta tất cả những virus này thì người ta càng như virus người ta dùng cái ARN thông tin để tạo protein gai này, bỏ trong cái lớp màng lipid, sau đó người ta tiêm vào cho bệnh nhân và cái con, và cái cấu trúc này nó sẽ hòa màng với lại màng tế bào, và cái ARN thông tin này sẽ xâm nhập vào trong tế bào, sau đó cái bộ máy tế bào cơ thể mình nó sẽ sản xuất ra protein S và nó sẽ trình diện cho đại thực bào trình diện kháng nguyên, sau đó chúng ta có đáp ứng miễn dịch. Vaccine này thì có 2 vaccine mà hiện tại được lưu hành trên thế giới, đó là vaccine của Pfizer và Moderna. Cả 2 vaccine này hiệu
hiệu lực điều trị rất là hiệu lực của vaccine rất là cao, đạt từ 94-95%. Tuy nhiên đòi hỏi điều kiện lưu trữ rất là khắt khe, tức là đối với lại vaccine Pfizer thì phải lưu trữ ở -70 độ, hoặc là đối với Moderna là -20 độ. Đòi hỏi các cái nơi chích ngừa anh phải có những cái trang thiết bị để bảo quản vaccine đạt chuẩn. Vaccine thứ tư là người ta dùng ngay cái protein gai đó để người ta tiêm để tạo được miễn dịch, thì có thể là ta tiêm trực tiếp protein gai, hoặc là có thể là người ta lấy một cái cấu trúc giống như virus hay giống như cái vỏ của virus và người ta gắn protein gai lên trên bề mặt, xong sau đó người ta chích vào, qua đó thì cơ thể mình sẽ tạo ra sẽ tích đại tế bào trình diện kháng nguyên, sẽ trình cái protein S này lên trên bề mặt, và sau đó cơ thể mình sẽ có đáp ứng miễn dịch đối với protein S và tạo được kháng thể. Thì bên Mỹ thì có Novavax, còn ở Việt Nam mình thì Narocovax cũng Narogen, cái công ty Narogen của mình thì lại sử dụng vaccine protein tái tổ hợp để đang nghiên cứu qua pha 3, là vaccine của Việt Nam. Cái vấn đề hiện tại chúng ta quan tâm là tất cả những vaccine trước đó của Pfizer, của Moderna, của AstraZeneca, Sputnik của Nga đều nghiên cứu trên những cái chủng ban đầu. Cái khả năng khi những cái biến thể đó thì mức độ mà nó lây lan hay kháng nó có thay đổi. Bây giờ những biến thể mới như là biến thể alpha hoặc là biến thể delta có là thay đổi hiệu quả của kháng sinh hay không, là câu hỏi rất nhiều người chích ngừa rất là quan tâm. Đầu tiên hết thì chắc chắn là nó có thay đổi. Đây là cái chủng ban đầu khi ta chế vaccine, chẳng hạn như là mình thấy là vaccine của Pfizer thì hiệu lực là khoảng 95%. Hiệu lực 95%, hiệu lực để ngăn ngừa của triệu chứng 95%, hiệu lực ngăn ngừa bệnh nặng là khoảng 90%. Tuy nhiên đối với biến thể của Anh thì người ta thấy rằng cái kháng thể trung hòa, cái tăng kháng thể trung hòa nó giảm đi 2 lần. Biến thể của Brazil giảm 6.7 lần, còn biến thể của Nam Phi thì giảm 6.5 lần, đều có giảm. Tức là những biến thể này làm trên môi trường thí nghiệm thì người ta thấy làm giảm khả năng trung hòa của kháng thể đi nhiều lần. Đối với lại vaccine AstraZeneca thì biến thể Anh thì người ta không có số liệu, nhưng mà đối với lại biến thể của Nam Phi thì thấy giảm tới 86 lần khả năng trung hòa và có khả năng đưa đến thoát được miễn dịch, và trong trong efficacy, tức là trong hiệu lực, thì người ta làm một số nghiên cứu thấy được khoảng 22% mà thôi, tức là giảm hẳn đi từ 67% xuống còn 22%. Gần đây hơn thì đây là báo cáo của cơ quan y tế Anh gần giúp chúng ta trấn an chúng ta là không quá lo lắng với lại biến thể Delta. Biến thể Delta hiện tại đang lưu hành rất là rộng, đang gây dịch tại Việt Nam. Thì chúng ta thắc mắc rằng vaccine AstraZeneca có hiệu quả hay không, thì cách đây vài ngày thì cơ quan y tế Anh người ta đánh giá hiệu quả của vaccine AstraZeneca trong vấn đề, và cũng như của Pfizer trong vấn đề mà anh chống biến thể Delta. Đối với biến thể alpha thì sau khi chích một mũi thì hiệu quả là 83%. Hiệu quả đối với việc không phải nhập viện á, chứ không phải là hiệu quả là về, tức là bệnh nhẹ thôi, chứ không gây ra bệnh nặng, không phải nhập viện, là 83%, và nếu mà chích hai mũi là 95%. Còn đối với AstraZeneca biến thể Anh, tức là biến thể alpha tới biến thể Anh là 76% và 86%. Đối với biến thể Delta trước đó thì có một số liệu mình nghi ngờ rằng nó sẽ mất hiệu quả, rất là hiệu quả nó sẽ giảm rất nhiều. Tuy nhiên dựa vào số liệu ở các phòng cấp cứu bên Anh thì người ta tổng kết trong vòng 2 tháng lại đây thì rõ ràng rằng những trường hợp mắc bệnh là đa phần là không chích ngừa vaccine, chứ không phải là bệnh nhân đã chích vaccine. Thì với vaccine Pfizer thì một mũi là 94% và hai mũi là hiệu quả là 96%. Còn với AstraZeneca thì thấp hơn một chút, một mũi hiệu quả là 71%, và nếu ta tới mũi thứ hai thì hiệu quả đã đạt đến 92%. Do đó chúng ta hoàn toàn yên tâm là biến thể Delta với vaccine AstraZeneca là ta có thể dự phòng được tốt, hiệu quả cao, không thấp. Cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Các bạn xin cảm ơn và chào các bạn.
Thứ nhất là bệnh nhân COVID nặng á, thì chúng ta nhập về bệnh viện nhiệt đới, chúng ta vào khoa hồi sức thì có sử dụng dimer, ta dựa vào dimer cao và fumonisin, ta đo và người ta sẽ có chỉ định xài thuốc chống đông. Vì bài này nói về cơ bản, do đó tôi không có đào sâu về vấn đề điều trị. Đương nhiên là chúng ta sẽ bằng mọi giá là duy trì là không xâm lấn trước, tức là bệnh nhân thiếu oxy thở oxy, sau đó ta thở oxy lưu lượng cao, rồi thở oxy không xâm lấn, thở máy không xâm lấn. Nhưng mà nếu bệnh nhân siêu hấp nặng quá không thể nào tự thở được thì buộc lòng chúng ta phải đặt ở cái quản. Hiện tại thì những cái thông tin đó thì tôi thấy cũng rất là ít ỏi, có thể là bạn dựa vào hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế là chính thôi. Và chúng ta làm việc tại Việt Nam thì tôi nghĩ là mọi cái thông tin ta dựa vào cái nguồn hướng dẫn của Bộ Y tế. Còn tài liệu thì tuy nhiên tôi xin lỗi là tài liệu đó nếu mà thường thường là dưới 93% thì chúng ta chỉ định là nặng thì chúng ta buộc phải cho bệnh nhân vào khoa bệnh nặng để cho thở oxy và theo dõi sát bệnh nhân. Còn tài liệu về vấn đề đó thì hiện tại tôi không có. Chị Thu rất vô đây luôn, bên này nó qua mít. Xin cảm ơn thầy. Dạ, yeah, cảm ơn các bạn. Dạ, yeah, khoan đó thầy ạ, à, có một bạn hỏi thêm một câu là xin phép hỏi thầy về tỷ lệ tác dụng phụ ở những người sau khi tiêm vaccine. Câu hỏi này. Yeah. Tác dụng phụ thì nó có nhiều loại tác dụng phụ, có mức độ nhẹ và mức độ nặng. Thì đa phần là tác dụng phụ mức độ nhẹ thì theo báo cáo của Bộ Y tế là khoảng 20-30%. À, tại bệnh viện nhiệt đới thì khoảng 50-60% nhân viên y tế lại có than là đau nhức, đau chỗ chích, mệt mỏi, ớn lạnh. À, thường nó ngắn thôi, trong vòng một ngày thì bệnh nhân tất cả đều hồi phục và khỏe mạnh trở lại bình thường. Còn đối với lại phản ứng nặng, tức là mức độ phản vệ độ 2, độ 3 trở lên thì rất là hiếm gặp. Thì chúng ta có một trường hợp là tử vong ở An Giang, còn lại thì chúng ta ở đây chỉ có vài trường hợp phản vệ mức độ 2 thôi. Hết. Dạ, xin cảm ơn thầy Nghĩa. À, quý đồng nghiệp và quý anh chị, nếu có còn câu hỏi nào cần hỏi đến quý thầy cô thì có thể gửi câu hỏi sau và ban tổ chức sẽ gửi đến các thầy cô để trả lời cho các anh chị. À, thì kết thúc buổi hôm nay thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Nam Hà cũng như thầy tiến sĩ bác sĩ Hồ Đặng Trung Nghĩa. Mặc dù biết là thầy đang rất là bận công tác chống dịch tại bệnh viện nhưng cũng dành thời gian để chia sẻ kiến thức với lại quý vị đồng nghiệp cũng như các bạn sinh viên và các bác sĩ gần xa. Xin trân trọng cảm ơn thầy và xin trân trọng cảm ơn quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên đã lắng nghe tới giây phút cuối của buổi tập huấn ngày hôm nay.
Xin kính chào và chúc sức khỏe. Chào các bạn. Phòng khám đa khoa trực thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập theo quyết định số 05943/SIT/GPHD, chịu trách nhiệm chuyên môn về khám và chữa bệnh, phòng bệnh, chăm sóc và tư vấn sức khỏe cho người dân. Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch do Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Phòng khám đa khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trực tiếp phụ trách, được xây dựng và thành lập bởi ban lãnh đạo có tầm nhìn và đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên nghiệp, thường xuyên cập nhật kiến thức, phương pháp chăm sóc sức khỏe và kỹ thuật y khoa tiên tiến hiện đại, lấy người bệnh là trung tâm để phục vụ. Hiện phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tọa lạc tại số 461 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, có đầy đủ các chuyên khoa như nội tổng quát, nội tim mạch, nội thần kinh, ngoại tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng, da liễu, mắt, khúc xạ, hợp tác với Úc, tư vấn tâm lý y khoa, hợp tác với Pháp, phòng trị liệu và can thiệp sớm về lĩnh vực âm ngữ cho trẻ em và người lớn, hợp tác với Úc, cơ xương khớp, y học thể dục thể thao, tư vấn dinh dưỡng, y học cổ truyền và răng hàm mặt. Các chuyên khoa được đảm nhận bởi các chuyên gia bác sĩ giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, phòng khám còn có các đơn vị xét nghiệm, đo chức năng hô hấp, nội soi và chẩn đoán hình ảnh với máy móc hiện đại tiên tiến nhất. Phòng khám còn có trung tâm đào tạo chẩn đoán hình ảnh từ xa, có thể hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam và các chuyên gia quốc tế khi cần thiết. Bên cạnh các chuyên khoa trên đây, tại phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đặc biệt có phòng khám bác sĩ gia đình. Tại phòng khám bác sĩ gia đình, bệnh nhân sẽ cảm nhận được cách tiếp cận và phục vụ hoàn toàn khác biệt với đội ngũ bác sĩ gia đình thân thiện, ân cần, luôn lắng nghe, thấu hiểu, tạo mối quan hệ gần gũi, tin cậy giữa bác sĩ với bệnh nhân. Từ đó bác sĩ gia đình giống như bác sĩ riêng, có thể biết rõ bệnh tật, sức khỏe, tâm lý, thói quen, lối sống, yếu tố nguy cơ của từng người bệnh. Nhờ vậy mà bác sĩ có thể đưa ra kế hoạch phòng ngừa, theo dõi, phát hiện sớm và có phương thức điều trị cụ thể, hiệu quả nhất cho bệnh nhân theo nguyên lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện. Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Mỗi cá nhân sẽ được lập một bệnh án điện tử, lưu trữ tất cả các thông tin liên quan đến bệnh tật từ lúc bắt đầu được theo dõi đến khi cuối đời. Nhờ đó bác sĩ có thể chăm sóc liên tục cho cá nhân bệnh nhân cũng như người thân trong gia đình. Đồng hành với bệnh nhân luôn luôn có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, là giảng viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trực tiếp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, điều trị. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được sự hỗ trợ điều trị từ các giáo sư, bác sĩ chuyên khoa đầu ngành khi có nhu cầu khám và điều trị chuyên khoa sâu. Phòng khám còn thiết lập hợp tác toàn diện với khoa y học gia đình của các trường đại học trên thế giới như Đại học Y khoa Liège và Đại học Tự do Vương quốc Bỉ, Đại học Y khoa Boston, Hoa Kỳ, Đại học Y khoa Flinders, Úc và các tổ chức chăm sóc sức khỏe quốc tế nổi tiếng trên thế giới. Khách hàng khi đến với phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ được nhiều lợi ích như được chào đón trong một môi trường thoải mái và thân thiện, sắp đặt lịch khám và tư vấn theo yêu cầu, không phải chờ đợi quá lâu, được lắng nghe và tư vấn các thắc mắc, các vấn đề sức khỏe của bạn, được lựa chọn bác sĩ mà mình yêu thích để được chăm sóc sức khỏe suốt đời với hồ sơ sức khỏe cá nhân, được vi tính hóa và được quản lý bảo mật, được các bác sĩ theo dõi sức khỏe toàn diện và liên tục bằng hệ thống bệnh án điện tử, được bác sĩ giải thích cụ thể bệnh tật và hướng dẫn kỹ cách chăm sóc. Ngay cả khi hết bệnh vẫn được bác sĩ tiếp tục tầm soát các yếu tố nguy cơ đang ảnh hưởng đến sức khỏe, được bác sĩ chăm sóc cả khi đang bệnh và kể cả lúc hết bệnh, tiết kiệm chi phí nhờ chỉ định đúng xét nghiệm và thuốc cần thiết để điều trị hiệu quả, được hướng dẫn tận tình trong việc dự phòng, theo dõi và điều trị bệnh, được sự hỗ trợ điều trị từ các giáo sư, bác sĩ chuyên khoa đầu ngành khi có nhu cầu khám và điều trị chuyên khoa sâu, hỗ trợ dịch vụ chẩn đoán từ xa giữa phòng khám và các chuyên gia y tế nước ngoài, được phục vụ cung ứng thuốc theo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế, được tư vấn qua điện thoại từ 7:30 đến 16:00 từ thứ hai đến thứ sáu và từ 7:30 đến 11:30 thứ bảy. Khách hàng sẽ được chăm sóc sức khỏe với nhiều kỹ thuật tân tiến hiện đại cùng với sự tư vấn kỹ càng từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Với những lợi ích nêu trên, phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch luôn tự hào bởi sự nỗ lực phát triển không ngừng nhằm mang đến những điều kiện chẩn đoán, điều trị, theo dõi, dự phòng tốt nhất và trở thành nơi chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi gia đình.
điểm nổi bật của phòng khám đa khoa trường Đại học Y khoa Hoàng Thạch đó là đội ngũ nhân viên y tế là các thầy cô rất là có nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản ở nước ngoài và trong nước, làm việc với tinh thần là y đức gương mẫu. Ngoài ra trang thiết bị được đầu tư hiện đại, giá cả hợp lý và các chuyên môn thì đầy đủ tất cả các chuyên khoa theo quy mô của một phòng khám đa khoa hoàn chỉnh. Ngoài ra thì phòng khám có các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe định kỳ hàng tháng nhằm đem đến cái kiến thức sức khỏe cho người dân tự chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho mình. Có thể thấy mô hình bác sĩ gia đình đã phát triển từ lâu ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, từ năm 2000, Bộ Y tế chính thức công nhận chuyên ngành y học gia đình và cho phép đào tạo bác sĩ. Ngành y tế bắt đầu phát triển mô hình này, nhưng số lượng phòng khám hoạt động hiệu quả theo đúng mô hình và nguyên lý y học gia đình chưa nhiều. Tại phòng khám đa khoa trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bệnh nhân được khám, theo dõi, tầm soát các vấn đề sức khỏe tại phòng khám bác sĩ gia đình. Khi có bệnh cần ý kiến chuyên khoa, bệnh nhân sẽ được các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành khám ngay tại phòng khám mà không cần gửi đi nơi khác. Sự ra đời của phòng khám đa khoa trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ là một môi trường thuận lợi để góp phần phát triển chuyên ngành y học gia đình, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói riêng và của cả nước nói chung. Thì phòng khám đa khoa trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thì là một cái đơn vị trực thuộc trường, giống như các cái phòng khám đa khoa khác. Thì ngoài ra thì nhà trường cũng đã phát triển thêm một số cái chuyên khoa mà chưa phát triển ở Việt Nam, ví dụ như là khúc xạ nhãn khoa, như là âm ngữ trị liệu, như là đơn vị can thiệp sớm là cho những trẻ bị rối loạn về nuốt nói, cũng như là các trẻ tự kỷ. Đặc biệt là nhà trường có một cái trung tâm chẩn đoán hình ảnh từ xa, có thể kết nối với trong nước cũng như nước ngoài, có thể hội chẩn với các chuyên gia quốc tế cũng như là các chuyên gia đầu ngành trong cả nước, và có thể kết nối với các trung tâm chẩn đoán hình ảnh mà của các tỉnh cũng như các thành phố. Và trong tương lai gần thì trường đang kiếm nhà đầu tư để xây dựng bệnh viện trong ngày cũng như là trung tâm đào tạo nhân lực, thì đây sẽ trở thành một cái phối hợp rất quan trọng trong vấn đề đào tạo cũng như là làm các cái dịch vụ về đào tạo và dịch vụ y tế. Điều này sẽ giúp nhà trường phát triển cũng như là đóng góp vào cái sự chăm sóc, bảo vệ và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho thành phố Hồ Chí Minh và cho cả nước. Có thể nói trong bối cảnh gánh nặng chi phí bệnh tật đang tăng nhanh, nhất là các bệnh mãn tính như tim mạch, hô hấp, khớp, ung thư, thì mô hình phòng khám đa khoa trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện sức khỏe và niềm tin của người dân, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng quá tải đáng báo động của các bệnh viện tuyến trên hiện nay. Khác với các phòng khám khác, phòng khám đa khoa trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được đảm nhận bởi các chuyên gia đầu ngành, các giáo sư bác sĩ giàu kinh nghiệm, đa số được đào tạo ở nước ngoài với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc, dự phòng và điều trị.